Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán Chiến binh trên từng ngón sóng cũng như trên kênh Facebook. Thì chúng ta cũng có thể thấy rằng một tuần khá là đau thương. Thì bản tin ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nhìn nhận lại những cái góc nhìn mà chúng ta đã dự đoán về xu thế thị trường trong tuần vừa qua. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng định lượng lại cái vị trí của thị trường, tức là hiện tại nó đang ở cái ngưỡng nào. Và cuối cùng thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ điểm qua nhanh một số các cái mã cổ phiếu, vì cơ bản là trong tuần vừa rồi và hiện tại thì thị trường của chúng ta đã bị gãy một cái điểm gãy rất là mạnh, dẫn đến cái việc là các cái mã cổ phiếu mới xuất hiện, dòng tiền xuất hiện các cái điểm mua thì gần như là không có. Và Hùng sẽ list lại, sẽ cùng anh chị để chúng ta view nhanh lại cái kịch bản thị trường. Thì đây, cái điểm Hùng đánh dấu xanh đây chính là điểm ngày mùng 8 tháng 1. Khi đó là Hùng Lê có ra bản tin video số đây. Khi đó Hùng có ra bản tin video số 78 để phân tích định lượng tình hình thị trường tuần từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 11. Thì trong cái kịch bản xu hướng chính mà Hùng Lê có đưa ra phân tích nhận định, tức là cách đây 2 tuần, thường có đánh giá rằng thị trường sẽ có những cái điểm suy yếu và thị trường sẽ hội tụ lại ở quanh vùng 1015 điểm, tức là kết tuần của cái tuần ngày 15, tức là hết phiên giao dịch ngày 15, thì chúng ta đã có những cái dự đoán rằng là thị trường sẽ suy yếu. Và tại sao suy yếu thì Hùng đã có những cái phân tích khá là chi tiết. Các anh chị có thể xem lại ở trên nhóm Facebook đó. Tại sao nó đây chính là cái dấu hiệu trả lời, và Hùng cũng đã có những cái tiên lượng đây. Những cái dòng tiên lượng thì nó vẫn còn đó, đúng hay sai thì với quan điểm Hùng Lê nó là không quan trọng, bởi vì thị trường chứng khoán thì cái việc đúng và việc sai nó là song hành. Chỉ có điều là chúng ta, nếu chúng ta phân tích định lượng tốt hơn thì chúng ta sẽ giảm thiểu được những cái sai đi và chúng ta tăng cái đúng lên, chứ chúng ta không thể đúng 100% được đó. Thì cái lý do mà Hùng đưa ra, bởi vì là cái quan điểm của Hùng là chúng ta sẽ nhìn ở trên góc độ kỹ thuật chứ không phải là nhìn ở trên góc độ cơ bản hay là những cái thông tin hay là những cái tin đồn vân vân đó. Thì tại cái thời điểm là cách đây 2 tuần thì Hùng đã nhìn thấy những cái dấu hiệu suy yếu của VN Index và dự kiến là VN Index sẽ chỉnh về quanh vùng 1015 điểm. Và đến kết phiên ngày 15, đúng không? Kết phiên ngày 15 thì để Hùng sẽ xem. Hình như là đây. Ngày 15. Đây. Kết phiên ngày 15 thì VN Index của chúng ta, VN Index của chúng ta đã có một mức giảm từ đâu đó 1.000, ở chỗ này là 1.000 bao nhiêu, 1.000 bao nhiêu điểm đây, và đến ngày hôm đó là đóng cửa ở 1.000, tức là cây nến kết tuần ở 1.010 điểm. Như vậy VN Index của chúng ta, Hùng sẽ xem là đã có một cái tuần rơi đây, từ đây, từ 1.022 điểm, ok. Từ 1.022 điểm và thị trường đã rơi về 1.012 điểm, và sau đó thì Hùng có dự toán là 1.015 điểm sẽ cân lại cung cầu đây. Và tiếp tục khi mà kết phiên, tức là khi kết tuần ngày 15 thì Hùng tiếp tục ra bản tin video số 79. Trong cái bản tin video số 79 thì Hùng đây, video bản tin 79 phân tích và định lượng tình hình thị trường từ ngày 18 đến ngày 22 của tháng 11 thì Hùng có ghi là thị trường chung gặp khó khăn và khuyến nghị các cái vị thế chốt ngắn hạn. Thì bản thân sau khi mà thị trường đã có một cái phiên, có một cái tuần giảm điểm rất là mạnh, thì Hùng đã ra video 79, tức là video đây từ ngày 15, định lượng từ ngày 15. Thì lúc đó Hùng có phân tích đánh giá lại các cái yếu tố nội tạo thị trường, thì Hùng thấy rằng là thị trường của chúng ta đang rất là yếu và thiếu. Và chính vì vậy nên là Hùng đã khuyến nghị các anh chị là chúng ta nên chốt. Cái cách chốt thì nó phụ thuộc vào từng cái tài khoản, cái cách quản trị rủi ro của các anh chị. Tức là có nhiều anh chị thì sẽ lựa chọn chốt hết khi mà có xu thế thị trường xấu. Có nhiều anh chị thì sẽ lựa chọn chốt khoảng tầm 50%. Tức là tại cái thời điểm đó thì khi mà dấu hiệu thị trường suy yếu thì chúng ta sẽ bán ra 50%. Ví dụ như chúng ta có 1.000 mã cổ phiếu VIX thì chúng ta sẽ bán ra 500 cổ phiếu VIX và chúng ta giữ lại 500. Và sau đó thì chúng ta chờ lại khi thị trường ổn định thì chúng ta lại mua lại 500
cái số chúng ta đã bán đi. Đấy là một cách để chúng ta để tránh cái trường hợp tránh bị mất hàng. Đó thì một số các anh chị, còn một số các cái tài khoản thì người ta sẽ lựa chọn phương án là khi thị trường xấu thì người ta sẽ bán hết toàn bộ. Có thể tại thời điểm người ta bán thì có những mã cổ phiếu lãi và có những mã cổ phiếu lỗ nhẹ và có những mã cổ phiếu thì đã lỗ vượt quá 10%. Nhưng các anh chị cũng có thể thấy rằng là khi thị trường chung suy yếu thì chúng ta thấy rằng thuyền lớn thuyền bé, mã cổ phiếu tốt mã cổ phiếu xấu thì đều là lao đà đi theo. Và như vậy là chúng ta cũng có thể nhìn thấy là một cái tuần giao dịch hết sức là đau thương. Thì bản thân là trong tuần vừa rồi thì gần như là Hùng Lê không trên team thì cũng gần như là không có nhiều các cái mã cổ phiếu có điểm mua mới, mà Hùng Lê chủ yếu tập trung phân tích lại thị trường. Thì khi mà video 79 kết thúc thì Hùng có đề cập đến là thị trường có thể nhún về một nhịp về 1.000, tức là ngày đây là cái bản tin này là bản tin vào tối ngày 17, tức là tối ngày Chủ nhật trước khi tuần giao dịch mới. Đó thì Hùng đã có cái kịch bản là khoảng vùng 1.000 đến 1.005 điểm, và cái kịch bản nếu như tại vùng 1.005 điểm mà hồi phục được đó thì ok, tức là cái xu thế thị trường của chúng ta vẫn còn. Còn nếu mà ngược lại cái vùng 1.100 bị phá vỡ với sự trượt giá mạnh của nhóm ngân hàng, bởi vì Hùng nhìn thấy là nhóm ngân hàng trong tuần trước đã có những cái dấu hiệu suy yếu và các trụ thì đây là một cái thời điểm rất là xấu đó. Và cái khuyến nghị chung thì vẫn là cái khuyến nghị mà Hùng đã đưa ra ở trên bản tin video số 79, đó chúng ta sẽ chốt những cái vị thế ngắn hạn đó, và những cái mã cổ phiếu thì Hùng có phân tích một số cái mã cổ phiếu như AST, KHD thì AST thì cơ bản tốt, còn KHD là mã đầu cơ. Tiếp tục sau đó thì đến kết phiên ngày thứ hai thì Hùng sẽ tiếp tục đây là một cái bản tin vào ngày bao nhiêu, vào ngày 18 tháng 11, tức là lúc đó là kết phiên ngày thứ hai, thì Hùng có tiếp tục đánh giá lại thị trường, tức là phiên giao dịch giảm điểm và đã áp sát mốc 1.000 điểm và thiếu vắng những cái dòng đỡ, và đặc biệt là nhóm ngân hàng bước vào trạng thái suy yếu nên đã gây những áp lực khó khăn nhất định cho thị trường trong ngắn hạn. Và trên biểu đồ xu thế thì chúng ta cũng cho thấy đà rơi của thị trường chưa cầm, những cây nến đỏ không có bóng nến trên và thân nến dài cho thấy mức độ thị trường đang chịu áp lực giảm giá trong ngắn hạn. Và hiện tại thì Hùng đã view lại các trụ, các blue chip cơ bản ở trạng thái xấu, và chúng ta cần đề phòng trường hợp là thị trường đánh mất mốc 1.000 điểm vào ngày mai. Và nếu như mốc 1.000 điểm mà bị đánh mất thì lúc đó Hùng Lê có tiên lượng là nếu như mốc 1.000 điểm bị đánh mất thì cái xu thế thị trường khả năng sẽ tích lũy lại vùng 990 điểm. Đó là bản tin Hùng phát đi tối ngày thứ hai. Và tiếp tục thì đến ngày 20 tháng 11 thì Hùng tiếp tục có những cái đánh giá và xu thế về thị trường. Và hiện tại thì Hùng vẫn chưa nhìn thấy, tức là kết phiên ngày thứ ba, phiên thứ ba kết thúc thì điểm số có tăng mạnh. Nhưng mà Hùng có đánh giá rằng là sự tăng mạnh này nó tập trung vào Vinamilk, Vietcombank và các nhóm ngành phục hồi nhẹ. Và đặc biệt là trên biểu đồ xu hướng chung vẫn còn rất nhiều các cái điều bất ổn, và các cái điều chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn thì chưa cho thấy thị trường có đà rơi cầm. Bởi vì ngay trong cái phiên ngày thứ ba thì rất nhiều các anh chị có chat và có hỏi Hùng Lê rằng là có mua không, thị trường đã hồi phục chưa, thì Hùng có khuyến nghị là chúng ta hãy bình tĩnh để chúng ta quan sát. Và chúng ta bởi vì những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại là chúng ta thấy là chưa có được những cái góc nhìn tốt nhất. Hùng có tiếp tục phân tích một số các mã cổ phiếu như KDC, Dabaco đã có những cái bước chuyển mình và có thể bước vào một cái sóng của trung hạn. Và tiếp tục đến ngày thứ tư thì khép lại, đúng không ạ, áp lực. Và đúng là phiên ngày thứ tư thì cũng là một cái phiên mà đã đánh mất lại toàn bộ những cái nỗ lực của phiên ngày hôm qua đó. Và Hùng cũng tiếp tục là view lại toàn bộ cái nội tại thị trường, và nhìn chung thì là các cái ngành thiếu động lực và đều nằm trong cái áp lực bị bán mạnh trong ngắn hạn. Và phiên ngày mai thì cái mốc 1.000 điểm trở nên mong manh, và Hùng Lê dự báo cái phiên ngày thứ năm là cái phiên mà thị trường sẽ đâu đó sẽ đánh về khoảng quanh vùng 990 điểm và sẽ tích lũy tại đây.
Và đặc biệt một cái điều đáng lưu ý là ngày thứ năm nó là ngày đáo hạn hợp đồng phái sinh, và ở một số cái thông tin Hùng Lê cập nhật được ở bên Lê, tức là một số đội nhóm đội đánh thì có bảo là ngày mai là chúng tôi sót mạnh tay và sót rực rỡ, và như vậy thì sẽ gây nên những cái áp lực trong thị trường. Và đến kết phiên ngày thứ năm, đúng không? Đến kết phiên ngày thứ năm, đây Hùng tiếp tục khép lại, và đúng như dự báo thì đội short đã đánh một cách gọi là tàn bạo và dã man, và VN30 đã đi khoảng 18,7 điểm, và cái mốc 990 điểm đã bị đánh gãy luôn, tức là hôm kết phiên ngày thứ năm thì 988 điểm đó. Và một số các cái quan sát thì Hùng Lê có đề cập đến việc là theo quan sát thì thị trường chung nó cần 1 đến 3 phiên nữa sẽ ổn định trở lại, tức là cái xu thế thị trường nó khi nó bị rơi mạnh như vậy thì chúng ta sẽ cần cái thời gian, và Hùng đang tiên lượng là khoảng 1 đến 3 phiên, tức là sẽ cần khoảng phiên thứ 2, phiên thứ 3, phiên thứ 4 tuần tới này để thị trường cân lại cái cung cầu và ổn định quay trở lại để bước vào một cái trạng thái cân bằng. Từ cái trạng thái cân bằng xong rồi thì thị trường mới có dấu hiệu hồi phục hay không thì Hùng sẽ tiếp tục phân tích. Nhưng đầu tiên là sau một nhịp rơi mạnh thì thị trường phải cân bằng xong thì có những cái tín hiệu kỹ thuật để giúp cho Hùng Lê nhận định lượng được là thị trường có tăng tiếp hay không đó. Và các cái mã cổ phiếu, đúng không ạ, thì Hùng cũng gần như là chủ yếu là Hùng để cập nhật thị trường, tức là sau khi kết phiên ngày thứ năm. Và hôm nay là ngày thứ sáu thì chúng ta sẽ cùng đi phân tích và định lượng lại toàn bộ tình hình thị trường để chúng ta có được những cái góc nhìn tốt nhất. Thì qua đây thì Hùng Lê cũng như các anh chị của chúng ta cũng thấy rằng là cái công tác mà dự báo định hướng thị trường nó quan trọng đến mức như thế nào. Bởi vì rõ ràng một điều là gần như khi thị trường xuống thì các cái mã cổ phiếu tốt và các cái mã cổ phiếu xấu, rồi tất cả gần như các mã cổ phiếu là đều đổ đèo theo cái xu thế thị trường chung. Vì vậy khi thị trường chung xấu thì chúng ta sẽ tạm dừng, chúng ta sẽ không mở các cái điểm mua mới, đúng không ạ? Và chúng ta canh có thể những cái vị thế nào chúng ta chốt ở trong ngắn hạn. Ngược lại khi thị trường có những cái xu thế hồi phục thì lúc đó chúng ta mở các cái điểm mua mới, thì nó như vậy nó sẽ rất là an toàn. Và Hùng sẽ bắt đầu phân tích lại, định lượng lại thị trường, tức là tuần vừa qua, tức là từ ngày 15 thì Hùng sẽ đánh dấu lại ở trên bản đồ, trên biểu đồ. Đây là ngày 15 tháng 11, tức là kết phiên tuần trước khi Hùng Lê ra video số 79. Thì đầu tiên chúng ta cùng view qua họ nhà VIX một tí. Thì đối với VIX là trong cái nhịp mà đánh ngắn hạn ở đây thì Hùng có đề cập đến việc là vùng có thể đánh chạm vùng 125, và cái vùng mà hỗ trợ của VIX ở vùng 119. Thì trong tuần vừa rồi thì VIX đã gãy vùng 119 và chạm lại cái vùng hỗ trợ dài ở đây, tức là quanh vùng 115. Thì đối với VIX thì các anh chị của chúng ta cũng thể Hùng sẽ bật trên biểu đồ đến tuần, tức là cả một cái quãng thời gian khá là dài ở đây, VIX đều neo ở trên cái vùng giá trên 100. Thì đây là một trong những yếu tố tạo lập của VIX để giúp ổn định thị trường. Bởi vì rõ ràng một điều, nếu như VIX bị gãy thì thị trường của chúng ta sẽ đi về rất là xa, và VIX vẫn cứ neo đậu ở quanh vùng này thôi. Thì ở cơ bản là như vậy, thì chúng ta cũng kỳ vọng là VIX sẽ không bị gãy sâu hơn nữa, tức là chạm về vùng 115 thì có thể hồi lại và đi ngang. Còn những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì cũng chưa cho thấy rằng là VIX có những cái tín hiệu tăng giá trong ngắn hạn. VHM, Vinhome. Thì đối với Vinhome thì trong những cái kịch bản ngắn ở gần đây thì cũng có đề cập đến việc là Vinhome sau một nhịp đánh lên thì Vinhome sẽ chỉnh trả về đâu đó quanh vùng 95. Quanh vùng 95 để cân lại cung cầu ở đây. Và rõ ràng một điều là trong tuần vừa rồi thì Vinhome đã gãy thủng, và thậm chí là phiên hôm nay là một phiên khá là kịch tính, khi mà Vinhome đã có một cái mức test cực sâu, tức là chạm về vùng 90. Tức là đối với Vinhome thì vùng 90 cũng là một cái vùng hỗ trợ khá là tốt, là vùng hỗ trợ của kênh. Và sau đó thì trong phiên ATC thì Vinhome đã có những cái nhịp đánh kéo lên. Cái việc mà Vinhome có thể hồi được hay không thì trong cái kịch bản, trong cái giai đoạn hiện tại thì cái vùng ở đây là vùng 92.5, tức là Hùng có những cái điểm để chúng ta quan sát ở đây, thì khả năng điểm hội tụ của Vinhome ở trong cái nhịp này sẽ là vùng 92.5. Và Vinhome sẽ tích lũy và đi ngang ở quanh những vùng 92.5 này, sau khi mà đã tạo thành được một cây nền rút chân ở đây rất là đẹp. Thì
Sang tuần tới thì Vinhome chắc chắn là sẽ chưa thể tăng lại được ngay, và Vinhome sẽ có thể dập dìu đây. Và một cái điểm lấp gáp của Vinhome ở đây khá là đẹp. Xu thế dòng tiền hiện tại, dòng tiền đang bị đang đánh về một cái mức ở đây, cũng là cái mức hỗ trợ, tức là tại khoảng chạm cái đền hỗ trợ ở đây. Tuy nhiên một số cái chỉ báo như chỉ báo MACD thì nó đang xấu, tức là cái lực hồi của Vinhome nó sẽ chưa có, và Vinhome sẽ cần thêm 1 đến 3 phiên, tức là cái tọa độ chung của Hùng tính là 1 đến 3 phiên nữa thì thị trường sẽ đi vào quỹ đạo ổn định. Các chị lưu ý. VRE cũng hoàn toàn như Vinhome, thì VRE đã có một phiên cân ATC khá là kinh khủng khi cân 1 triệu 3, gần 1 triệu 3 cổ được khớp lệnh để kéo từ cái vùng ở đây, tức là cái vùng biên dưới của VRE, vùng 33.5 đến vùng 34. Để kéo lên sát về vùng 35, thì đối với VRE trong cái giai đoạn hiện tại, như vậy là cái tín hiệu về dòng tiền đang khá là tốt, tức là dòng tiền sau một cái thời gian cắm xuống thì dòng tiền đã đi ngang, tức là như thế thì xu thế của cổ phiếu nó sẽ đỡ bị nguy hiểm hơn, tức là có thể cổ phiếu nó sẽ không giảm sâu, cổ phiếu nó sẽ lình xình đi ngang đây. Một số các cái tín hiệu kỹ thuật thì tín hiệu đường MACD thì nó cũng chưa có những cái tín hiệu xấu. Trong những cái kịch bản mà chúng ta có phân tích và đề cập đến VRE thì sau khi một cái nhịp đánh lên ở đây thì VRE sẽ có trả lại cân cung cầu vùng 34, và trong phiên ngày hôm nay thì rõ ràng là VRE đã đạp qua vùng 34 và sau đó hút lên. Với xu thế hiện tại của VRE thì cũng có kỳ vọng là từ vùng 34 này thì VRE sẽ đánh trả lại cái nền ở đây, tức là khoảng nền 36 đến nền 37, 36 đến 37 chấm 36.5 đến vùng 37 trong một cái nhịp hồi phục ngắn. Còn đối với xu thế dài của VRE thì sao? Đối với xu thế dài của VRE sẽ có một nền tích lũy tốt ở vùng 33.5 đến vùng 34.5 ở đây, trước khi mà hình thành một cái xu thế tăng, có thể sẽ là một xu thế tăng trung hạn 33.5 đến vùng giá 34.5. Đối với những anh chị mà xác định chúng ta đánh những sóng dài thì các anh chị có thể canh VRE ở quanh vùng 34. Đó, canh vùng 34, đây là về vùng trung bình của cái biên mà Hùng vẽ đây. Biên trên và biên dưới thì có thể vùng 34. Đó thì chúng ta sẽ canh, chúng ta có thể mua dần, tức là mua vị thế, tức là có thể chúng ta mua sẽ 10 đến 20% hoặc là tối đa khoảng tầm 30% ở quanh vùng này, để chúng ta chờ đón một cái chu kỳ sóng mới của VRE. Hiện tại thì tín hiệu của VRE đang là khá nhất trong họ nhà VIX. Chúng ta cùng phân tích Vinamilk. Vinamilk thì trong cái nhịp vừa rồi thì Vinamilk sau khi mà hoàn thành target 135 này, và Hùng đã có những cái điểm phân tích hội tụ của Vinamilk ở quanh vùng 129. Tuy nhiên tại vùng 129 này thì Vinamilk không tích lũy lại được. Đó, tức là cái phân tích nhận định của chúng ta có thể sai. Thì tại vùng 129 này thì lý do chính là FNN gọi là ống khựa đúng không? Rất là khó chịu, và ông ấy đăng ký mua 17 triệu cổ phiếu, nhưng mà ông ấy âm thầm ông đạp rất mạnh để cho những cái tín hiệu kỹ thuật tại vùng này bị gãy. Và hiện tại thì Vinamilk đang giảm về ở cái vùng ở đây, tức là vùng 120, thì theo như quan điểm của Hùng Lê thì khả năng là tàu cửa sẽ không đánh gãy vùng 120, và cổ phiếu Vinamilk sẽ tích lũy ở quanh vùng 120 này. Các cái tín hiệu đảo chiều hiện tại thì ông chưa nhìn thấy, bởi vì tín hiệu đường MACD thì đang xấu và dòng tiền thì chưa có tín hiệu đi lên. Phải khi nào những cái tín hiệu đảo chiều nó sẽ xuất hiện khi mà nó có một số các tín hiệu kỹ thuật tùy các anh chị. Một số các anh chị thì quan sát tín hiệu này tín hiệu kia, nhưng mà Hùng Lê thì có một số các anh chị bộ chỉ báo của riêng cá nhân Hùng Lê để phân tích và định lượng. Thì hiện tại là chúng ta cái xu thế hiện tại của Vinamilk là có thể lình xình ở ngang quanh một vùng 120, và khi nào có nhịp hồi thì Hùng Lê sẽ có những phân tích khuyến nghị ở trên team Zalo, và nếu như có những bản tin kết tuần thì Hùng sẽ có những phân tích để định lượng. Còn xu thế hiện tại của Vinamilk là vẫn là một cái xu thế thiên về cái kịch bản là đi ngang ở quanh vùng 120, chưa có những cái động lực mới. SAB thì trong tuần vừa rồi tạo lập sử dụng mã cổ phiếu này để đạp thị trường rất là tàn bạo và dã man.
đặc biệt là trong những cái thời điểm mà đáo hạn hợp đồng phái sinh phiên ngày thứ năm, thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là một tuần RAB đã bị gãy qua cái nền ở đây, qua cái nền đây là nền 200, khoảng nền 250, và hiện tại thì kết tuần ở vùng 235. Như vậy là RAB đã có một cái nhịp giảm, và cái nhịp hồi phục ở đây chúng ta kỳ vọng nhịp hồi phục của RAB để song trùng với cái xu thế của VN Index đã không xảy ra. Và hiện tại như vậy, những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của RAB thì chúng ta cũng thấy rằng là khả năng RAB sẽ còn rơi, và sẽ rơi về đâu đó khoảng vùng 220, khả năng sẽ rơi về vùng 220 khi mà cái vùng ở trên đã bị gãy, khả năng sẽ hội tụ về vùng 220 ở đây và tích lũy trở lại cái nền này. Như vậy là một cái nhịp khả năng là RAB vẫn còn giảm tiếp, bởi vì những cái tín hiệu kỹ thuật chúng ta cũng có thể thấy rằng là tín hiệu đường MACD đang khá là xấu. Và thực sự là khi nào chỉ có những cái tín hiệu hồi xuất hiện khi mà cái tín hiệu đường MAC nó sẽ có những cái chuyển pha xu thế và một số các cái chỉ báo kỹ thuật khác. Như vậy là RAB sang tuần tới thì khả năng là vẫn gây những cái áp lực khá là khó chịu cho thị trường. VDC thì về cơ bản là trong tuần vừa rồi khi mà áp lực thị trường chung giảm điểm rất là mạnh, nhưng VDC thì vẫn khá là tốt. Tại sao Hùng Lê lại nói khá là tốt? Bởi vì cái ngưỡng hỗ trợ ở đây, ngưỡng hỗ trợ là vùng 143, vùng 142 của VDC đã không bị phá vỡ, và gần như VDC đang đi bám biên ngang ở vùng giá 143. Bám biên ngang 143, tức là cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật của VDC tại cái vùng 142 này không bị gãy. Tức là khi 142 không bị gãy thì cái thứ nhất đó là cái cơ hội chúng ta cầm nắm cổ phiếu nó vẫn còn, và cái cơ hội để cổ phiếu hồi phục để đi lên nó sẽ còn đó. Còn khi ví dụ như vùng 142 bị phá vỡ, vùng 142 bị phá vỡ thì nói chung là chúng ta nhanh chân lẹ mắt để chạy, chạy càng nhanh càng tốt. Trên những cái góc nhìn ngắn hạn thì đường MAC đang hơi xấu, tuy nhiên tín hiệu dòng tiền thì khả năng đã tạo đáy, và chính vì vậy nên là nếu như sang tuần tới VDC không gãy ở cái điểm kỹ thuật ở đây thì chúng ta vẫn có thể cầm nắm tiếp, và chúng ta chờ đợi những cái điểm hồi phục chung của thị trường. Mà khi thị trường chung hồi phục thì từ vùng 142, các anh chị lưu ý, nếu vùng 142 không bị gãy thì Hùng vẫn đánh giá rằng là VDC còn có một nhịp nữa, có thể đánh chạm vùng 150 đến vùng 155, nhưng khả năng cao là vùng 155. Nhưng ngược lại, nếu như cái điểm 142 này bị gãy thì chúng ta sẽ phải bán để chúng ta tất toán, bởi vì như vậy là cổ phiếu đã hết sóng. Và tí nữa thì Hùng sẽ phân tích mã cổ phiếu MWG để cho các anh chị thấy rằng là khi mà những cái tín hiệu kỹ thuật bị vi phạm thì cổ phiếu nó sẽ rất là nguy hiểm đối với chúng ta. BVH, đối với BVH thì sao? Bởi với BVH thì về cơ bản là vẫn đi ngang thôi, vì BVH ở trong cái giai đoạn này đang tạo nền, đang cố tạo nền ở đây, tức là đang cố tạo nền ở quanh nền 70. Và rất may đó là trong tuần vừa rồi thì VN Index của chúng ta giảm khá là mạnh, nhưng mà BVH vẫn duy trì được, tức là không bị gãy sâu và không bị gãy cái điểm 70 ở đây. Tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chưa có động lực tăng mạnh, và khả năng cái xu thế vẫn đi ngang ở trên nền giá 70 một tí, tức là khoảng nền 71 đi ngang ở đây, và chưa có những tín hiệu kỹ thuật hồi phục. Chúng ta cùng phân tích Mansan thì bị gãy đáy MSN. Mansan thì bị rơi nền đây. Mansan bị rơi nền trong những cái điểm mà Hùng có phân tích ở đây, tức là Mansan có cái vùng hỗ trợ đây là vùng 74. Cái nhịp mà đánh gần nhất là có thể hồi phục về vùng 78, nhưng mà gần đến 78 thì Mansan bị gãy. Trên góc độ kỹ thuật hiện tại của Mansan thì Mansan đã bị xấu, các anh chị lưu ý. Mansan đã bị xấu, tức là khi Mansan đã bị gãy cái nền 74. Thì cái lực đánh của Mansan, tức là lực rơi, nó sẽ rất là mạnh. Hiện tại thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là dòng tiền đang cắm đầu đi xuống, và không biết cắm đến đâu, và tín hiệu đường MACD thì đang khá là xấu. Và như vậy thì chúng ta view lại một cái tổng thể ở trên biểu đồ đến tuần, thì Mansan đang bị gãy cả kênh xu thế trung hạn,
Và chính vì vậy nên là Man San sẽ có những cái nhịp chỉnh giảm, và khả năng thì Hùng đang 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 đánh giá rằng là khi mà đã bị gãy cái nền 74 đó thì nó khá là xấu. Sớm muộn gì thì vùng 60 và thậm chí là có thể gãy qua cả vùng 60. Nhưng mà vùng 60 thì khả năng là về đây thì cái lực cầu bắt đáy trở lại của Man San nó sẽ khá là mạnh. Chính vì vậy những anh chị nào mà chúng ta đang cầm giữ Man San thì các anh chị cũng lưu tâm giúp Hùng lên. Tức là chúng ta phải xác định một cái nhịp, nếu chúng ta cầm thì chúng ta vẫn phải xác định một cái nhịp, tức là Man San sẽ còn những cái nhịp giảm và có thể những cái gì nhịp rơi rơi mạnh của Man San sẽ đến từ tuần tới, sẽ đến từ tuần tới. Một khi mà cái lực 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 cầu đang đang có xu thế gia tăng lên và gây nên những cái áp lực trong ngắn hạn cho Man San. Một số các tín hiệu kỹ thuật khác thì chúng ta cũng đang cho thấy là tín hiệu của Man San đang rất là xấu, anh chị lưu ý band dưới đang mở rất là mạnh. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu GAT. Đối với GAT thì chúng ta hãy nhìn như thế này thì nó sẽ hợp lý hơn. Quan điểm của Hùng Lê đó là GAT thì ở trong những cái nhịp trước ở đây, trong những nhịp trước ở đây thì khi chạm vùng 107 thì Hùng có khuyến nghị chúng ta chốt. Vì những cái điểm mua của chúng ta từ vùng 102 thì đó là những cái điểm mà chúng ta mua để chúng ta đánh ngắn hạn. Còn đối với quan điểm của Hùng GAT ở trong cái xu thế hiện tại thì GAT có thể đang đi vào một cái kênh xu thế mới. Đang đi vào một kênh xu thế mới, và trong tuần vừa rồi thì GAT đã có một tuần gần như là khoét sạch những cái nỗ lực ở trước đó và GAT đã chạm về vùng 102. Đã chạm về những cái vùng nền 102 ở đây. Trong những cái điểm trước thì chúng ta kỳ vọng một cái điểm nó cao hơn, đó là vùng 100, đây là vùng kháng cự 107. Thì chúng ta kỳ vọng gom ở vùng 104, 103.5 đến vùng 104, và trong phiên ngày hôm nay thì GAT đã có những cái tạo lập và đánh chạm vùng 102, 103, 103, và điểm gãy sâu nhất của GAT là đã chạm đây, chạm 102 các anh chị. Thì đối với GAT ở vùng 102, chúng ta sẽ nhìn nhìn nhận ở góc độ GAT ở vùng 102 như thế nào. Trên cái xu thế hiện tại của GAT thì GAT đang đang bị áp lực chỉnh giảm. Đang bị áp lực chỉnh giảm. Tuy nhiên với một cái áp lực này thì Hùng nghĩ là theo quan điểm vùng thì nó sẽ sớm để nó ổn định trở lại ở cái vùng cầu đây, và cái vùng này thì vùng giá 102 đối với GAT, 102 đến 103 thì Hùng lấy khuyến nghị là chúng ta sẽ mở những cái điểm mua ở đây, những cái điểm mua ở mang vị thế để có thể đón đầu một xu hướng của GAT. Và đối với GAT thì chúng ta lưu ý là chúng ta đánh dài, chúng ta đánh ngắn thì chúng ta sẽ rất là khó đánh, bởi vì GAT thì cái độ biến động ở trong phiên nó cũng khá là lớn và trong tuần cũng khá là lớn. PVD, đối với PVD thì gần như là trong trong cái thời gian gần đây thì chúng ta cũng chỉ phân tích và định lượng nó ở trên góc nhìn kỹ thuật, và sau những cái điểm hồi kỹ thuật ở đây, tức là có thể hồi maximum về khoảng vùng giá 19 thì chúng ta đang đang có nhìn nhận một cái hướng là PVD sẽ bước vào một cái sóng giảm khá là mạnh, có thể chạm lại về vùng 14 đến khoảng vùng 10, 13 đến khoảng vùng 14. Nếu như PVD bị gãy vùng 15.5, và hiện tại thì trong tuần thì PVD chưa bị gãy vùng 15.5, đang đóng ở khoảng 15.65. Tuy nhiên nếu như sang tuần tới một cây nến đỏ như này, một cây nến đỏ kéo xuống như này thì như vậy là xu thế của PVD sẽ rất là xấu, anh chị lưu ý. Và cái mã cổ phiếu PVD thì từ lâu chúng ta đã không phân tích để khuyến nghị đầu tư. PVF, đối với PVF thì cũng hoàn toàn tương tự như kịch bản vùng lên phân tích đối với PVD. Những cái tín hiệu hiện tại của PVF sau khi mà PVF có thể hồi maximum là đâu đó chạm được khoảng vùng 19.5, và cái vùng từ vùng này thì sớm muộn gì thì PVF cũng sẽ có những nhịp chỉnh giảm, và chúng ta thấy rằng là PVF hiện tại đang có những nhịp rơi rất là mạnh ở đây, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta mua thì chúng ta đã bị có một cái mức giảm, và các anh chị cũng có thể nhìn thấy là cái song trùng của cái việc là VN-Index rơi thì PVS cũng đã có một nhịp rơi từ vùng 19 và kết tuần ở vùng 18, đúng không ạ? Những tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là PVS đang xấu đi khi mà dòng tiền đang cắm đầu và một số các tín hiệu đường đường MACD đang chuẩn bị chuyển sang một cái pha xu thế giảm, và như vậy thì có thể là PVS sẽ rơi mạnh ở trong tuần tới, PVS sẽ rơi mạnh. Đó, vậy thì khi mà chúng ta phân tích và chúng ta định lượng thì chúng ta sẽ giảm thiểu đi được, tức là các anh chị lưu ý nhé,
chúng ta giảm thiểu đi được những cái yếu tố rủi ro đó, và chúng ta tăng cái yếu tố lợi nhuận lên, chứ không có câu chuyện là chúng ta phân tích đúng 100%, đúng 100%, đó là quan điểm của ông Lê. Còn những anh chị nào tự cho rằng mình luôn luôn đúng, mình đúng 100%, thì đấy không phải là quan điểm của ông Lê. Ok, còn quan điểm của ông Lê là có học, có phân tích, có định lượng thì chúng ta sẽ giảm thiểu đi được những cái yếu tố rủi ro trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư mà thôi. Tiếp tục chúng ta cùng phân tích định lượng mã cổ phiếu PLX. PLX trong giai đoạn hiện tại thì PLX bị mất, gọi là mất cung mất cầu, tức là cái dòng tiền nó không có. Thì trong cái kịch bản mà ông có phân tích đề cập đến ở đây là PLX có thể từ vùng 58 có thể đánh chạm mắc ở đây là vùng 61. Và một số các anh chị có hỏi Hùng là có mua PLX ở đâu ở cái phiên này này, tức là khi đó PLX khoảng vùng 60. Ở 60 thì các anh chị có hỏi Hùng là có mua không, thì Hùng bảo là từ vùng 60 mà đánh mắc chạm vùng được vùng 61, vậy thì chúng ta có một cái target lợi nhuận nó quá ngắn. Trong cái đó thì chúng ta phải đổi lại những cái rủi ro khá là lớn khi mà PLX nó chưa có những cái tín hiệu kỹ thuật rõ ràng. Và rõ ràng một điều là đấy, chúng ta cũng có thể thấy rằng là chạm được cái phiên này trong cái phiên cao nhất đó là chạm được khoảng vùng đến vùng bao nhiêu, 60.7, tức là suýt soát khoảng 0.3 line nữa là chạm vùng 61, thì sau đó thì cổ phiếu lại quay đầu giảm giá đó. Vậy thì khi chúng ta có những cái phân tích định lượng như vậy thì chúng ta cũng sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Chắc chắn Hùng nghĩ là sẽ tốt hơn. Và xu thế hiện tại thì PLX sẽ lại rơi chạm lại về vùng 58 và khả năng thì lại lình trình tích lũy ở đây. Xu thế ngắn hạn thì PLX lại chạm lại ở vùng khoảng vùng 56.5, khả năng lại rơi lại ở vùng 56.5 ở đây và tích lũy trở lại đó. Như vậy là chúng ta cũng có thể thấy rằng là khi những cái tín hiệu kỹ thuật nó chưa rõ ràng thì cổ phiếu cũng sẽ đi được những cái đoạn nó khá là ngắn đó. Khả năng sẽ chạm lại đây thì sẽ chúng ta sẽ xem những cái tín hiệu kỹ thuật tạo nền tại đây để chúng ta có những cái định lượng tiếp theo. Đối với Vietcombank, chúng ta cùng nhìn nhận và đi phân tích nhóm ngành ngân hàng. Thì bản thân là trong cái bản tin, trong cái bản tin mà Hùng khuyến nghị gửi đi cho anh chị tối ngày 17, thì Hùng đã đánh giá rằng là nhóm ngành ngân hàng đã có những cái sự suy yếu nhất định. Và khi nhóm ngành ngân hàng đã có sự suy yếu như vậy thì chúng ta không tìm thấy những cái điểm tựa nào tốt để có thể giữ nhịp và dẫn dắt thị trường. Chính vì vậy nên là cái việc mà những cái anh lớn anh ấy rơi, thì như vậy là chúng ta đã có một cái tuần giảm điểm rất là thương đau. Thì đối với Vietcombank trong những phân tích định lượng gần đây nhất của ông Lê, đó là sau khi Vietcombank hoàn thành target vùng 90 thì Vietcombank sẽ có những cái phiên test chỉnh lại ở quanh vùng ở đây, tức là sâu hơn, cao hơn là vùng 90 và vùng 88, và vùng 88 thì gần như cũng là cái vùng gọi là vùng định lượng cuối cùng của cổ phiếu. Và nếu như kịch bản mà Vietcombank bị gãy nền 88 thì như vậy là Vietcombank sẽ có những cái điểm ở dưới này, tức là có những cái điểm ở cái điểm 80, cái điểm đến tiếp theo có thể là 83.5, và sâu hơn thì khả năng Vietcombank sẽ chạm về vùng 80. Thì sau cái kịch bản cái tuần thì chúng ta có thể thấy rằng hiện tại những cái tín hiệu kỹ thuật trong ngắn hạn của Vietcombank đang xấu. Và Vietcombank thì cũng đã có một cái nhịp đi, khá là dài từ vùng 60 và tiệm cận vùng 90. Như vậy là Vietcombank cũng đã tăng được một cái mức 50%. Cùng với đó là xu thế thị trường xấu thì sao, thì Vietcombank sẽ chịu những áp lực giảm giá trong ngắn hạn. Tín hiệu đường MACD đang khá là xấu thì cái vùng ở đây, tức là vùng 83.5, khả năng sẽ khó giữ lại được của Vietcombank ở trong cái thời điểm hiện tại. Và cái vùng 80 thì trong kịch bản là có thể trong tuần tới thì Vietcombank sẽ còn một cái nhịp đánh nữa, tức là nhịp đánh gãy. Bởi vì khi mà cổ phiếu đã gãy những cái điểm hỗ trợ, tức là điểm cuối cùng là điểm 88, thì như vậy là những cái tín hiệu xấu, và những cái tài khoản mà người ta đã mua ở đây thì bắt đầu là người ta sẽ về đến tài khoản là bắt buộc người ta sẽ bán ra, và những cái áp lực ngắn hạn chúng ta sẽ phải chịu những áp lực giảm giá. Và cái kịch bản vùng lên đó, và cái kịch bản mà Vietcombank sau khi hoàn thành target 90 đánh chạm vùng hỗ trợ ở đây để đi về vùng 100, thì
đến tại thời điểm này gần như là không còn cái kịch bản này xảy ra nữa, tức là kịch bản nó bị thất bại, đúng không ạ? Kịch bản phân tích cuối cùng của chúng ta đấy, nó bị thất bại. Và thay vì cái kịch bản là vùng 88 đến vùng 90 thì được tích lũy trở lại, thì cổ phiếu đã bị gãy vùng hỗ trợ, và khi gãy hỗ trợ rồi thì cổ phiếu nó sẽ rơi rất là mạnh sau đó, anh chị lưu ý. BID, đối với BID thì cũng là một cái mã cổ phiếu mà tại những cái thời điểm mà Hồng Lê phân tích, đó là những cái thời điểm mà lúc đó BID đang ở khoảng vùng giá 33, ở đâu đó ở 33 đây. Thì tại cái thời điểm đó thường cũng có đánh giá rằng BID là một trong những cái mã cổ phiếu ngân hàng mà lít dòng ngân hàng. Nếu mà chúng ta xem biểu đồ đến tuần thì các anh chị có thể xem lại những cái tuần, những cái biểu đồ, những cái bài phân tích của Hồng Lê cách đây khoảng ít nhất là khoảng mười mấy tuần rồi, từ đây về đến đây khoảng mười mấy tuần đúng không ạ? Ít nhất là khoảng mười mấy tuần, tức là khoảng đâu đó video số 68 đúng không? 68 bây giờ là 78, ở đâu đó khoảng tầm đó. Và cái việc mà khi mà BID đã chạm về đến đây, tức là những cái target mà chúng ta phân tích ở vùng 42.5 trước chia, xin lỗi cả nhà, sau chia, thì nó sẽ đã tương đương với cái vùng 4, bởi vì BID nó chia 1.400. Và đã, cái target cao nhất ở đây là vùng 44, 43. Thì tại những cái thời điểm này thì cũng đã có khuyến nghị tất cả những anh chị trong team Hồng Lê chúng ta chốt những vị thế ngắn hạn của BID, bởi vì như vậy là BID cũng đã hoàn thành cái target khá là đẹp và khá là tuyệt vời từ những cái vùng phân tích ở dưới này. Và như vậy tín hiệu kỹ thuật hiện tại của BID thì gần như là cái vùng hỗ trợ ở đây, vùng 41.7 này cũng đã bị gãy đi, và như vậy là BID chạm được cái target, hoàn thành cái target vùng 42.5 đến vùng 43 sau chia, như vậy là một target rất là mạnh. Tín hiệu kỹ thuật hiện tại của BID thì đang khá là xấu khi dòng tiền bị gãy, và tín hiệu đường MACD, biểu đồ tần suất và một số các tín hiệu kỹ thuật khác, thì sau khi mà bị rơi gãy này thì có thể BID nó sẽ lình xình ở quanh cái vùng 39 đến vùng 40 một hai phiên. Nhưng mà trên cái quan điểm và góc độ của Hùng Lê thì Hùng Lê đánh giá rằng là khả năng BID sẽ hội tụ lại về vùng BID sẽ hội tụ lại ở khoảng về vùng 37. Đó, khả năng thì BID sẽ hội tụ lại về vùng 37, tức là sẽ có những cái phiên chỉnh lình xình ở quanh cái mốc này, và như vậy là sau khi mà hoàn thành từ đây thì BID sẽ chạm về vùng 37, và tại vùng 37 này thì BID sẽ có những cái nhịp đánh tích lũy ở đây. Rồi xu thế ngắn hạn của BID thì BID đang cho thấy cái xu thế giảm giá vẫn đang là xu thế chủ đạo. Chúng ta những anh chị nào mà chúng ta đang định mua BID thì chúng ta tạm thời chúng ta dừng lại, chúng ta sẽ chưa mua. CTG đối với công thương thì trong những cái điểm phân tích gần đây thì chúng ta sẽ nhìn nhận ở trên cái biểu đồ đến tuần. Công thương là một cái mã cổ phiếu về ngành ngân hàng, và chúng ta cũng thấy rằng là công thương đã có một cái vùng đi ngang khá là dài, và cứ mỗi lần là công thương chạm về đây, nền hỗ trợ dưới của công thương là vùng 20, công thương chạm về vùng hỗ trợ dưới là vùng 20, và sau đó thì lại có những cái tín hiệu bật lên. Và những cái điểm mà Hùng đang nhìn thấy ở công thương ở đây, tức là chúng ta đang kỳ vọng công thương bước vào một cái sóng trung hạn của công thương. Tuy nhiên sóng trung hạn này thì nó phải có những tín hiệu kỹ thuật xác nhận. Đây, Hùng đã vẽ những cái vòng cung ở đây để chúng ta xem là tín hiệu kỹ thuật nó có xác nhận hay không, đó là dòng tiền nó có được kích hoạt vào hay không, và những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại. Và sau đó thì ở trên biểu đồ ngày thì Hùng cũng có kỳ vọng ở nền giá 21.5 đến nền 22. Trong những cái nhịp, trong cái điểm mà phân tích tuần trước thì Hùng có kỳ vọng là công thương sẽ chỉnh chạm về đây. Tuy nhiên đúng không ạ, chúng ta thấy rằng là những cái phân tích của chúng ta là chỉnh về đây rồi, nhưng mà nó còn chỉnh sâu hơn nữa, đó nó còn gãy cả vùng 21.5 và nó chạm vùng 21.1, tức là nó bị sâu hơn 0.4 line. Thì trên cái kênh xu thế hiện tại của công thương thì khả năng là công thương vẫn đang chịu những áp lực giảm ở trong ngắn hạn. Và ngày hôm nay thì công thương cũng đã có cái giảm điểm sâu nhất là vùng 20.8, và áp lực giảm như thế này thì công thương lại phải ở cái vùng 20.5. Đó, như vậy là bị gãy luôn cả cái điểm này, đúng không ạ? Khả năng là công thương sẽ chỉnh lại về vùng 20.5. Đó, chỉnh lại về vùng 20.5. Và từ vùng 20.5 này thì có thể là công thương sẽ ổn định lại ở quanh những vùng ở đây,
Hiện tại thì những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì cũng đang cho thấy rằng là dòng tiền thì chưa có dấu hiệu ngừng rơi, và tín hiệu đường MACD thì cũng đang khá là xấu. Một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì cũng đang cho thấy là công thương đang bị áp lực chỉnh trong ngắn hạn, nó cũng chỉnh chung với cả xu thế tất cả các mã cổ phiếu về ngành ngân hàng. ACB, đối với ACB thì sao? Đối với ACB thì sau khi mà ACB đã đánh chặn được qua cái vùng hỗ trợ vùng 20 cản đúng không? 24.5. Đó thì Hùng Lê đánh giá và kỳ vọng rằng là khi mà qua cái vùng đó thì chúng ta sẽ kỳ vọng một cái nhịp mà ACB sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên là sau đó thì ACB lại không vượt qua được và cái lại lại đi vào dưới cái điểm, tức là trong tuần vừa rồi thì ACB lại bị chui qua cái điểm vùng 24.5 này, và như vậy là cái xu thế hiện tại trong ngắn hạn của ACB thì đang xấu, và một dòng tiền thì đang rơi xuống này. Dòng tiền đang rơi xuống, tín hiệu MACD cũng chưa có những cái tín hiệu mà cho thấy cái đà rơi của cổ phiếu ngừng rơi. Và với một cái tín hiệu của kỹ thuật mà đang bị rơi mạnh như này thì ACB sẽ hội tụ ở vùng 22. ACB sẽ hội tụ ở vùng 22, như vậy là ACB vẫn còn trong một cái áp lực giảm giá. Từ vùng 22 này thì ACB sẽ có những cái nhịp tích lũy, và tích lũy xong thì chúng ta sẽ phân tích và định lượng tiếp theo. Những cái tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của ACB thì đang hơi xấu khi mà tín hiệu dòng tiền, tín hiệu đường MACD, một số các chỉ báo kỹ thuật khác đang khá là xấu. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu STB. Trong cái nhóm ngành ngân hàng thì chỉ có STB là cái mã mà có thể là chúng ta đã bị chỉ có duy nhất mã này là chúng ta phân tích xong thì STB có lên nhưng mà sau đó lại hồi lại về cái vùng 10.3, tức là cái điểm đầu tiên là khuyến nghị các anh chị chúng ta mua 10.3, sau đó là những cái điểm mua hết ở 10.7 và sau đó thì hồi phục lên được 11, tức là lại tí tẹo teo teo, và sau đó thì cùng với sự suy yếu của thị trường thì trong tuần vừa rồi thì STB lại đánh lại về, tức là nói chung là lại về con số 0. Đó thì duy nhất là chỉ có điểm STB là trong ngắn hạn là chúng ta phân tích STB thì gần như là chúng ta không có lợi nhuận của nhóm ngành ngân hàng, còn gần như tất cả các mã cổ phiếu về ngành ngân hàng, những cái điểm Hùng Lê khuyến nghị mua, phân tích mua thì đều gần như là đã có lãi và chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể chốt được, còn chỉ có STB là nó hơi hơi ngắn. Thì như vậy là thị trường rơi thì chịu rồi. STB lại rơi vào cái vùng này và khả năng thì STB lại tiếp tục đi ngang ở vùng 10.3. Những cái xu thế ngắn hạn thì chúng ta chưa thấy chưa chưa cho chúng ta thấy rằng STB có thể có một cái nhịp hồi tại đây, và như vậy là chúng ta sẽ phải cần phải chờ. Chỉ có duy nhất dòng tiền thì đang có tín hiệu ngóc đầu lên một tí, nhưng mà ngóc đầu lên như thế thì nó cũng không thực sự là mạnh. Mã cổ phiếu MBB thì sao? MBB thì sau khi mà MBB đã có một cái nhịp ở đây, có một cản ở đây, cản 23.5 thì suýt soát, gọi là suýt soát chạm được, tức là cứ mỗi lần đây một nhịp chạm 23.5 cũng đứt, chạm nhịp 23.5 lần thứ hai cũng đứt. Và hiện tại thì MBB đang bị gãy cái nền 22.5 này này. Các anh chị lưu ý nền 22.5 là một cái nền hỗ trợ của MBB. Và với việc mà cổ phiếu bị rơi gãy như thế này thì khả năng là Hùng đánh giá rằng MBB nó sẽ hội tụ lại ở khoảng quanh vùng giá 21. Có thể sẽ đánh gãy gãy kênh một tí đấy kênh, và tại tại cái nền 21 này thì cổ phiếu sẽ tích lũy lại và ổn định lại tại đây, sẽ tích lũy và ổn định lại tại đây trước khi mà hoàn thành trước khi mà hình thành một cái target tiếp theo, thì khả năng là như vậy khá là hợp lý ở vùng 21, có thể đánh gãy 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 sâu hơn kênh một tí đó. Tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì cũng đang khá là xấu rồi, khả năng là MBB sẽ có một cái nhịp giảm, và khởi khởi nguồn thì có thể là đây chỉ là những cái nhịp cố níu kéo, tức là những cái nhịp kéo lên rũ lại, kéo lên rũ lại, và có thể là có những cây nến đỏ sẽ rơi mạnh sau đó, bởi vì tín hiệu dòng tiền thì cũng đang cắm đầu đi xuống tín hiệu MACD. Một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì đang xấu, ngắn hạn thì đang khá là xấu với MBB. Đối với HCM thì chúng ta trong những cái nhịp phân tích và định lượng ở gần đây thì chúng ta có thể là nhìn thấy rằng là dòng tiền đang đánh vào cổ phiếu HCM cũng đang khá là tốt, và
chúng ta kỳ vọng là HCM đang chuyển mình sang một cái kênh xu thế mới, kênh xu thế mới từ cái nền giá, từ những cái điểm mà chúng ta phân tích ở đây là từ vùng 2, từ vùng nền 20, sau đó là ở vùng nền 21 và có những cái điểm chỉnh giảm kỹ thuật ở đây. Các anh chị lưu ý những cái điểm chỉnh giảm kỹ thuật của ở đây là vùng 22. Thì Hùng Lê có kỳ vọng là trong cái nhịp này thì trong những cái kịch bản Hùng Lê phân tích trước đây thì HCM trong nhịp này đã đánh về vùng 26. Từ vùng 26 này test chỉnh giảm nhẹ lại ở đây là cái biên tích lũy ở vùng 24.5 đến vùng 25. Tuy nhiên trong tuần tới, trong tuần vừa rồi thì HCM đã bị gãy và ở đây bản thân trong tuần trước thì Hùng đã dự phòng cái kịch bản là nếu như thị trường xấu thì có thể đánh gãy về đây, tức là khoảng vùng 23.5, từ vùng 23.5 này thì tích lũy trở lại và chúng ta vẫn kỳ vọng là HCM sẽ có một cái nhịp đánh mới và nhịp đánh này sẽ đánh vượt gãy thoát vùng 26. Trong ngắn hạn thì áp lực chỉnh của HCM vẫn còn và có thể chỉnh từ vùng 24 và lình trình quanh vùng 23.5 khi mà tín hiệu dòng tiền đang khá là xấu đây, đang có những cái tín hiệu cắm đầu đi xuống và tín hiệu đường MACD thì cũng đang hơi xấu trong ngắn hạn. SSI, đối với SSI thì những tín hiệu tạo nền của SSI đã bị thất bại. Những cái tín hiệu tạo nền của SSI chỗ này, những tín hiệu tạo nền của SSI quanh vùng 21 đến vùng 22 đã bị thất bại và sau khi thất bại vùng này thì SSI đã có hai cây nến chỉnh giảm khá là mạnh. Đó, song trùng với chỉ số VN Index thì SSI cũng đã có một cái nhịp rơi trong tuần vừa rồi khá là mạnh luôn. Và dòng tiền đi xuống tín hiệu MACD thì đang cho thấy rằng là cái đà rơi của SSI chưa cầm, tức là cái vùng 20 này khả năng là sẽ khó giữ. Ở cái nền 20 này và như vậy là tín hiệu tích lũy nền ở đây bị thất bại đối với SSI và những cái tài khoản nào mà chúng ta đang cầm nắm SSI chúng ta lưu ý. Cái vùng nền 20 rất là quan trọng, nếu như bị gãy thì chúng ta cũng phải xem xét, chúng ta hạ thị trọng và chúng ta tạm thời là chúng ta cần phải hành động để bảo vệ tài khoản của chúng ta đã, trước khi mà chúng ta tính toán tiếp một cái nhịp đầu tư tiếp theo. Đối với Hòa Phát, trong cái nhịp phân tích và định lượng gần đây thì chúng ta đã phân tích định lượng Hòa Phát sẽ có một nhịp hồi khoảng từ vùng 21.5 và maximum sẽ chạm được khoảng vùng 23-24 đến vùng 24.5, sau đó test tích lũy chỉnh lại, test tích lũy chỉnh lại ở đâu đó ở khoảng cái vùng 22.4 và thậm chí là Hùng sẽ để 22.5 đi, 2.5, như thế thì nó sẽ hợp lý. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng trong tuần vừa rồi thì Hòa Phát cũng đã xong rơi và hiện tại thì chạm vùng 22 ở đây. Hôm nay thì Hùng cũng đã có khuyến nghị các anh chị chúng ta có thể bắt đầu mua thêm Hòa Phát ở vùng 22. Đối với Hòa Phát chúng ta không thể đánh, tức là chúng ta đánh ở một cái kênh dài, chúng ta đánh ở một kênh ngắn thì nó khó. Và đối với Hòa Phát thì trong giai đoạn hiện tại là trong giai đoạn chuyển mình để hình thành một cái kênh xu thế mới, và cái quá trình chuyển mình thì nó có thể mất thời gian là 1 tháng hoặc 2 tháng đó. Thì chúng ta cũng thấy rằng là từ thời điểm này, tức là nó đã bắt đầu có hình thành, và thậm chí từ thời điểm này đó, từ thời điểm này là Hòa Phát đã bắt đầu có những cái điểm hình thành để cố bẻ pha xu thế ở đây. Và đối với Hòa Phát thì chúng ta cũng nhìn nhận ở trên một góc độ dài, còn nếu chúng ta đánh lướt sóng thì chúng ta phải khá là khó. FPT thì cũng là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta cũng liên tục phân tích định lượng, và trong tuần vừa rồi thì FPT cũng đang có một nhịp rơi. Vùng giá, tức là cái vùng hỗ trợ của FPT ở đây, vùng 1 là vùng 58.5 và sau đó thì trong một cái biên hỗ trợ dài là vùng 56 đã bị gãy. 56 thì chưa bị gãy, nhưng mà trong cái biên tích lũy ở đây, có nghĩa là trong cái phiên kết tuần nó đóng cửa ở vùng 56, tức là gọi là cái bên bờ vực thẳm và gọi là thiên đường và địa ngục, nó là như vậy. Và nếu như kịch bản của FPT mà FPT bị gãy vùng 56
56 thì như vậy là tín hiệu nó hơi xấu và lại chạm về vùng giá 53.5. Như vậy là một cái mức giảm nó cũng khá là tương đối với FPT. Tín hiệu hiện tại thì chúng ta cũng thấy rằng là FPT cũng đang bị áp lực chỉnh mạnh trong ngắn hạn, áp lực chỉnh mạnh trong ngắn hạn khi mà dòng tiền tiếp tục cắm đầu đi xuống và một số các tín hiệu kỹ thuật như đường MACD cũng đang khá là xấu, một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì cũng đang cho thấy rằng là FPT đang có những cái dấu hiệu suy yếu nhất định, có những cái dấu hiệu suy yếu nhất định. Kịch bản nào cho FPT thì khả năng là sang tuần tới thì Hùng Lê kỳ vọng rằng là FPT sẽ ổn định từ 1 đến 3 phiên tới, sẽ ổn định ở quanh mốc 56. Và khi ổn định ở quanh mốc 56 này thì chúng ta sẽ có những cái phân tích và định lượng tiếp theo. Còn ngược lại, nếu như FPT không tích lũy được ở trên nền 56 thì như vậy là chúng ta sẽ có những cái bước tiếp theo hết sức là khó khăn của FPT, và như vậy thì FPT sẽ rơi xuống ở những vùng hỗ trợ thấp ở dưới này hơn. Thì những cái tài khoản mà đang cầm nắm thì chúng ta cũng có thể cân nhắc đối với Z thì trong tuần vừa rồi Z vẫn có một cái nền tích lũy đi ngang đây thôi, chứ cũng không có không 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 có những cái tín hiệu kỹ thuật mạnh hơn. Và Z thì tín hiệu đường MACD, tín hiệu dòng tiền và tín hiệu về đường giá thì khả năng vẫn có những cái xu thế đi ngang. Tuy nhiên phiên kết tuần thì Di cũng đã có những cái điểm gãy ở biên, và khả năng thì Di có thể sẽ có những cái điểm tích lũy lại ở quanh nền 36, và cái điểm 36 này mà bị gãy thì như vậy thì Di cũng gần như là Di cũng bị phá phá tín hiệu kỹ thuật luôn. Và như thế thì tín hiệu tại vùng 36 này bị gãy thì Di sẽ hồi sẽ có những cái điểm tích lũy nền thấp hơn ở dưới này, đó là quanh nền 32. Về cơ bản là xấu, không có những cái động lực tăng giá. Về cơ bản là xấu, không có những động lực tăng giá. Novaland. Đối với Novaland thì là một trong những mã tạo lập trong VN30, nó cũng không có nhiều những yếu tố đột biến, và về cơ bản thì Hùng đã có những phân tích rồi. Cứ chạm về đâu đó vùng 57 thì mua ít rồi cổ phiếu này hồi lên và sau đó bán thôi, chứ cũng không có những cái nhịp mà chúng ta phân tích ở đây. VCG. Đối với VCG thì tạo lập đã có một cái nhịp đánh ngang khá là dài ở đây. Và sau một cái nhịp đánh ngang khá là dài này với dòng tiền cạn kiệt tín hiệu đường MACD thì đang có những cái dấu hiệu tích cực hơn, và hiện tại thì cũng đang nhìn thấy là có khả năng có một vài cái nhân tố ở đây ở quanh vùng 27. 27 sẽ là điểm phân kỳ và khả năng thì tạo lập sẽ có những phiên đánh lại hút lại dòng tiền của VGC ở từ vùng VCG từ vùng 27, bởi vì là tạo lập neo một cái vùng đi ngang này quanh vùng 26 không bị gãy, thì sau vùng 26 không bị gãy thì khả năng là đang muốn đánh lên. Chứ còn nếu mà đánh xuống thì những cái phiên này là đã cho gãy rồi, chứ cũng không nhất thiết là phải kéo đi một cái quãng thời gian nó dài như vậy. Thì đối với VCG thì cũng đã khuyến nghị các anh chị của chúng ta theo dõi ở trong trong cái nhịp này, ở trong cái vùng giá 27. BMP thì đối với BMP là một cái mã cổ phiếu mà Hùng có những phân tích định lượng ở vùng 49.5. Từ vùng 49.5 này là cái vùng mà chuyển mình, tức là chuyển mình của một cái sóng dài của Bình Minh. Thì đối với mã cổ phiếu Bình Minh thì cũng đã có nhiều lần đề cập ở trên room, đó là trên team của chúng ta, đó là đối với mã cổ phiếu này thì chúng ta không đánh lướt lát được, mà chúng ta phải xác định các cái điểm mua cố định, các cái điểm mua chốt chặn để chúng ta có thể tích lũy một cái lượng cổ phiếu nhất định, và sau đó thì chúng ta chờ những nhịp tăng trung và dài hạn của cổ phiếu. Và những cái điểm Hùng phân tích ở đây đó là cái điểm đầu tiên là một điểm 49.2, 49 à 49.5, và sau đó thì sẽ có những cái điểm ở đây, ở những cái điểm đây là khoảng vùng 52. Phiên kết tuần thì gần như là BMP đã lấy, tức là tuần này gần như nó tạo thành một cây doji không tăng và không giảm. Thì những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Bình Minh nó cũng nằm ở trong cái
cái xu thế chung của thị trường, tức là thị trường chung chỉnh thì nó cũng sẽ chỉnh theo. Đó, chỉnh theo như vậy thì chúng ta sẽ quan sát ở vùng 52, nếu gãy vùng 52 thì cổ phiếu này lại rơi lại về vùng 49.5 ở đây. 49.5 và lại tích lũy lại ở đây, và một cái kênh xu thế trung hạn có thể đến với BMP, khi mà BMP nó phải cần thời gian để nó đánh gãy ở những cái vùng này và tích lũy lại vùng này đủ lớn đủ mạnh ở đây. Đó, tích lũy đủ mạnh đủ lớn ở đây để đánh vượt thoát, đầu tiên là vượt thoát vùng 60, và khi mà đánh vượt thoát được cái vùng 60 thì như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng một cái kênh xu thế tăng giá trở lại đối với Bình Minh. Sau một nhịp giảm dài, giảm từ vùng 100 về vùng 50, như vậy là cũng mất 50% giá trị, đúng không? Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu MWG. Thì đối với MWG thì cái target mà MWG đạt được ở vùng 130 chúng ta đã phân tích, sau đó có những điểm chỉnh kỹ thuật ở vùng 120. Từ vùng 120 này thì chúng ta kỳ vọng đánh tiếp một nhịp nữa là về vùng 140, nhưng mà trước khi mà đánh chạm vùng 140 thì phải đánh vượt được cái mốc cũ, đúng không ạ? Đó, đánh vượt một mốc cũ, và như vậy thì không về được mốc cũ, và MWG đã chỉnh giảm ở đây, và có những điểm kỹ thuật, có những điểm kỹ thuật, ví dụ điểm 120, có những điểm kỹ thuật là điểm 120, và ở trên này có một điểm kỹ thuật ở trên này nữa mà ông Lê có phân tích, đó là vùng 123.5. Vùng 123.5 khi mà MWG có những cái điểm bám biên ở đây, nó giống như kiểu VDC ở vùng 143, thì MWG có những cái điểm bám biên ở đây vùng 123.5, và nếu như vùng 123.5 này bị gãy, tức là khi đó Hùng đã có phân tích, nếu anh chị xem lại ở trong video số 78 tức là tuần trước đó, nếu cái vùng bám biên này bị gãy thì như vậy xu thế của MWG sẽ rất là xấu, và như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là khi vùng 123.5 bị gãy, tiếp theo vùng 120 bị gãy, và đến thời điểm hiện tại thì MWG đã gần như là rơi. Và cái điểm chốt chặn tiếp theo của MWG ở đây ở vùng 110, nhưng vùng đoạn theo như cái góc nhìn của đây thì vùng 110 MWG khó lòng để giữ được, và như vậy là MWG sẽ có một cái nhịp rơi mạnh. Đó, MWG sẽ có một nhịp rơi mạnh từ vùng 123.5, và khả năng sẽ rơi về đâu đó khoảng vùng hội tụ ở khoảng vùng 100. Đó, vùng 100, hoặc là có thể là sâu hơn sẽ là vùng 90, nhưng mà trước hết là khả năng là sẽ đi về vùng 100. Đó, như vậy thì khi những tín hiệu kỹ thuật cổ phiếu bị phá vỡ thì chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta, nếu chúng ta không quan sát kỹ và nếu mà chúng ta mở mua ở những cái thời điểm này thì nó sẽ rất là nguy hiểm, và khá là nguy hiểm đối với chúng ta. Mà chúng ta xem ATV2, một số cái mã cổ phiếu ATV2 thì trong tuần vừa rồi không chỉnh giảm, hội tụ ở vùng giá 80. Chúng ta cùng xem mã cổ phiếu PNG. Đối với PNG thì trong cái nhịp mà chúng ta phân tích định lượng gần đây, đó là PNG có thể đánh chạm được về vùng PNG cân cung cầu ở quanh, chính xác là PNG cân được cung cầu ở quanh vùng 85. Cân được cung cầu vùng 85, và tại vùng 85 này không bị gãy thì PNG có một cái nhịp sẽ có thể hồi phục về vùng giá 88. Tuy nhiên vùng 85 này bị gãy, đây là một cái phiên gãy đầu tiên, và đây là một cái phiên gãy thứ hai, và sau đó thì sau những cái phiên gãy này và thị trường chung giảm mạnh thì PNG đã có nhịp rơi, và với việc rơi mạnh như thế này thì khả năng là PNG sẽ rơi chạm kênh. Đó, rơi chạm kênh, tức là chạm kênh ở đây thì nó sẽ chạm khoảng vùng 78.5. Đó là PNG sẽ rơi chạm vùng 78.5, và tại đây thì PNG tích lũy lại. Có những phiên định lượng tích lũy lại, chúng ta sẽ tiếp tục phân tích. Chúng ta cùng phân tích một số các cái mã cổ phiếu khác nào. Dược Hậu Giang tí nữa. Đối với DHG thì nó là một cái mã cổ phiếu ngành dược, thì cũng đã có những cái điểm nhìn nhận của mã cổ phiếu này ở quanh vùng 91.5, và khả năng từ vùng 91.5 này thì một số các cái tạo lập sẽ đánh
đánh lại cổ phiếu này. Và trong tuần vừa rồi thì đã có những nhịp còn đánh chạm vùng 96.5-97, sau đó thì lại rũ hết và lại đi lại cái nền biên này, đi lại cái nền biên này, tức là nền 90 đến 93. 90 đến 93 xu thế hiện tại đối với mã cổ phiếu Dược Cẩm Giang thì cái thanh khoản nó thấp, và chính vì vậy nên là chúng ta đầu tư thì chúng ta cũng sẽ đầu tư ở những cái tỷ trọng nó vừa phải để chúng ta đảm bảo an toàn tài khoản. Techcombank, một số các mã cổ phiếu ngân hàng tín đồng sẽ phân tích. Ok, như vậy là chúng ta cũng vừa mới điểm qua lại toàn bộ tình hình thị trường trong tuần vừa qua. Thì rõ ràng chúng ta nhìn thấy rằng là khi thị trường xuống đó, khi thị trường xuống thì gần như tất cả các mã cổ phiếu vùng lên phân tích từ đầu đến bây giờ gần như nó rơi vào trạng thái xấu, trạng thái đang chuẩn bị giảm mạnh hoặc đang giảm mạnh hoặc xu thế đi ngang, gần như nó không có động lực tăng giá. Và trong phiên ngày hôm nay thì VN Index của chúng ta đã có một cái điểm mức giảm khá là mạnh và đã bị gãy luôn cả vùng 980 điểm đó, gãy luôn cả vùng 980 điểm với hầu hết tất cả các mã cổ phiếu trụ. Và chúng ta có thể nhìn thấy rằng là trên bảng điện khó để tìm thấy những cái mã cổ phiếu xanh, những cái mã cổ phiếu tăng mạnh, và gần như các cái nhóm ngành chủ đạo của chúng ta đều là những cái nhóm ngành đã rơi rất là mạnh. Và chính vì trong cái bản tin thứ 6 tuần trước thì Hùng đã có những cái đề cập và Hùng cũng đã có phân tích và định lượng thị trường với sự suy yếu thị trường, và chính vì vậy nên là Hùng đã có những cái khuyến nghị dành cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta, có thể chốt trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ chốt những cái vị thế, và để chúng ta đảm bảo những cái vị thế an toàn tài khoản của chúng ta. Về cơ bản thị trường trong tuần tới, thì cái kịch bản nào cho thị trường trong tuần tới? Hiện tại thì Hùng Lê chưa nhìn thấy cái lực hồi, các anh chị nhé. Hiện tại thì Hùng Lê chưa nhìn thấy cái lực hồi của thị trường. Và cái phiên ngày hôm nay là VN Index của chúng ta đánh chạm vùng 970 và sau đó thì có hút lên. Tuy nhiên một phiên như thế này, và với cái việc là cái nội tại thị trường hiện tại đang cực kỳ kém, cực kỳ yếu và cực kỳ kém. Chính vì cái nội tại thị trường đang cực kỳ yếu và cực kỳ kém như vậy thì tuần tới sẽ là một tuần, cũng là một cái tuần mà sẽ hết sức là khó khăn, và không ngoại trừ kịch bản là thị trường sẽ giảm sâu và sẽ giảm về đến tận vùng 960. Đó, có thể là thị trường sẽ có thể kịch bản giảm sâu, bởi vì trong cái xu thế hiện tại là Hùng chưa nhìn thấy rằng có lực hồi của dòng tiền. Ví dụ như ở phiên kết tuần hôm nay có một cái lực hồi của dòng tiền chẳng hạn thì chúng ta sẽ có những phân tích định lượng tiếp theo. Tuy nhiên là hiện tại là chúng ta chưa nhìn thấy, tức là chúng ta chưa nhìn thấy một cái điểm tựa, tức là chúng ta thấy rằng là nó giống như một con xe nó bị trượt dốc. Thì khi nó đang lao trượt dốc mạnh như vậy thì chúng ta cần phải có những cái điểm tựa để cho, ví dụ có hòn đá nó mắc ngang ở đường thì để cho con xe nó giảm tốc đi đó, hoặc là nó có những cái cây gỗ hoặc là có những cái gì đó nó chèn lại. Thì khi chúng ta có được nhìn nhận được những cái vấn đề đó thì chúng ta mới phân tích định lượng được thị trường. Đấy, thì VN Index của chúng ta cũng vậy. Vậy thì hiện tại Hùng chưa nhìn thấy những cái gì có thể chèn để VN Index chúng ta ngừng rơi. Đó, và những cái vị thế mà chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu thì chúng ta vẫn còn chịu những áp lực trong ngắn hạn. Có thể là sẽ giảm tiếp và giảm tiếp ở vùng 960. Và vùng 960 có giữ được hay không thì Hùng sẽ liên tục phân tích, cập nhật và định lượng thị trường, và cũng không ngoại trừ cái kịch bản là thị trường sẽ bị gãy sâu hơn vùng 960. Nhưng trước mắt thì chúng ta sẽ kỳ vọng rằng là rơi đến vùng 960 là cái vùng cũng là một cái vùng hỗ trợ đây thì thị trường sẽ ngừng rơi, bởi vì là hiện tại là không có nhìn thấy một cái dòng nào có thể đỡ được thị trường ở trong thời điểm hiện tại. Đó, tuần tới nếu như Vietcombank tiếp tục rơi, ngân hàng tiếp tục rơi, các trụ tiếp tục rơi thì đó là một cái áp lực giảm giá trên toàn bộ các mặt trận. Và rõ ràng là những cái tài khoản mà đã mua ở đây, thì tuần tới sẽ bị giải chấp margin rất là mạnh, những cái tài khoản mà đang có những margin cao thì sẽ bị giải chấp rất là mạnh, và đó là những cái áp lực chung của toàn thị trường. Ok, thị trường tuần tới là một tuần cũng rất là khó khăn, và Hùng Lê khuyến nghị các anh chị chúng ta tạm thời chúng ta các cái vị thế mua mới thì chúng ta tạm thời chúng ta dừng lại. Phần thứ ba thì chúng ta sẽ đi view lại, các cái mã cổ phiếu về chúng ta liên tục mà phân tích và theo dõi hàng tuần. Tuy nhiên cái phần này thì khả năng là tuần này Hùng sẽ không làm.
Bởi vì về cơ bản là chúng ta không có được những cái động lực mạnh, không có được những cái động lực mạnh ở thời điểm hiện tại. Chính vì vậy nên là nếu mà chúng ta phân tích thì nó cũng về cơ bản xu thế chủ đạo của nó là xu thế giảm. Ví dụ sẽ lấy ví dụ NLG 55 chẳng hạn, ví dụ vậy đó. 55 ngày hôm nay cũng đã bị gãy luôn cái điểm kỹ thuật ở đây, đó là điểm 28, và khi mà bị gãy tín hiệu đường MACD xấu, tín hiệu dòng tiền xấu, thì cái xu thế chủ đạo dòng tiền sang tuần tới khi mà những cái mã cổ phiếu không hồi phục lại được thì như vậy là cổ phiếu sẽ tiếp tục rơi. Nó sẽ tiếp tục rơi. Hoặc là ví dụ như là VCS chẳng hạn. Đó, ví dụ VCS chẳng hạn thì dòng tiền tiếp tục đi xuống, và ở những cái điểm hồi phục ở đây tức là mắc chạm được khoảng vùng 92, và từ vùng này không tích lũy lại, tức là khi chạm đến vùng này rồi thì cổ phiếu có những cái dấu hiệu giảm đây, và ở cái vùng 85, và cổ phiếu bị gãy nền 85, tức là khi bị gãy nền 85 thì nó sẽ hình thành một cái sóng xê chỉnh ở đây. Và như vậy một sóng xê chỉnh thì có thể chạm về vùng 70 đó, thì gần như là tín hiệu kỹ thuật hiện tại của các mã cổ phiếu gần như là đã bị rơi rất là mạnh, ví dụ như vậy. Hoặc là biết thì ông đã phân tích MBB, ông sẽ phân tích mã cổ phiếu ví dụ Techcombank, TCB đó. Thì TCB thì sao đó, ví dụ như là TCB đây, sau khi mà Techcombank hoàn thành target này, target 25 các anh chị nhá, 25 hoàn thành rồi nhá, và ông đang kỳ vọng là Tech có thể đánh chạm vùng 26, thì để điều kiện này xảy ra thì Tech không bị gãy vùng 24.3, anh chị thấy chưa, vùng 24.3 không bị gãy thì đây cái mũi tên hùng đang vẽ đây thì có thể đánh chạm vùng 26. Nhưng vùng 24.3 bị gãy thì sao, bị gãy thì thôi rồi lượm ơi đó. Và sau khi cái vùng này bị gãy thì đấy, các anh chị thấy rằng là vùng hỗ trợ dưới nó cũng không là gì luôn, tức là cái vùng hỗ trợ ở đây là vùng 23.5 nó cũng không là gì luôn, và nó đánh gãy luôn qua vùng 23.5 đó. Và với một cái lực bán rất là mạnh, tín hiệu dòng tiền thì gần như các anh chị có thể nhìn thấy đúng không ạ, dòng tiền cắm đầu cắm cổ xuống thế này thì không có cổ phiếu nào mà trụ lại được cả. Và một cái tín hiệu kỹ thuật ở cái vùng, tại sao Hùng lại phân tích ở cái vùng 23.5, đó là cái vùng hội tại sao Hùng lại đề cập đến cái vùng 24.3, bởi vì đây là một cái vùng hội tụ kênh đó, và khi cái vùng kênh này bị phá vậy thì như vậy là xu thế của cổ phiếu sẽ bị giảm rất là mạnh ở sau đó. Đó, các anh chị nhìn thấy đó, và cái vùng hỗ trợ dưới này nó không là gì cả, và với một cái xu thế như thế này thì khả năng là đích đến ngắn hạn của TCB sẽ là khoảng vùng 22 đó. Như vậy là sẽ vẫn còn một cái áp lực chỉnh giảm, giảm về đây xong đó thì tích lũy đi lên đó, ví dụ như vậy. Còn tích lũy được hay không thì chúng ta sẽ căn cứ tình hình thực tế để chúng ta sẽ phân tích định lượng tiếp theo. Hay là ví dụ như mã VBank đó, VBank các anh chị cứ xem lại các bản tin Hùng phân tích đi đó, thì sau khi mà VBank đánh được về vùng đâu ạ, vùng 22.5 thì sẽ có những nhịp chỉnh về đâu đó vùng 21.5, vùng này có tích lũy được không thì sẽ đánh chạm lại vùng đỉnh cũ, và từ vùng đỉnh cũ này nếu đánh break vượt được vùng đỉnh cũ thì mới có được cái target tiếp theo, đó là khoảng vùng 24. Nhưng ngược lại ở cái vùng 21.5 này bị gãy đây, anh chị bị gãy, và đây là một cái hình vuông Hùng vẽ, tức là cái kịch bản nếu như nó có những cây nến đỏ mà bị rơi thẳng xuống như vậy thì cổ phiếu này sẽ bị rơi gãy, và sau đó và khi mà rơi gãy như vậy thì nó sẽ hội tụ ở những cái điểm kỹ thuật nó thấp hơn đó, sẽ hội tụ ở những cái điểm kỹ thuật nó thấp hơn, đó là ở vùng 20 đó. Thì các anh chị cũng có thể thấy rằng là chúng ta tiên lượng trước những cái kịch bản như vậy để chúng ta có được, tức là ví dụ như cổ phiếu nó bị giảm thì chúng ta cũng không giật mình, bởi vì rõ ràng là những cái điểm kỹ thuật của Techcombank nó bị gãy, VBank nó bị gãy, ví dụ STB thì cũng đã phân tích rồi, Vietcombank đó, công thương cũng phân tích rồi, ví dụ như sẽ phân tích tiếp mã cổ phiếu HDBank đó, ví dụ HDBank thì trong một cái nhịp mà phân tích ngắn ở đây thì Hùng đã có đề cập đến việc là HDBank có cái target ở khoảng vùng 30, mạnh hơn thì có thể đánh vùng 31, nhưng mà trước mắt là phải hoàn thành cái 30 đã, thì cái 30 nó chưa hoàn thành đúng không, 30 gần hoàn thành đến đây, và sau đó thì nó phải có những cái điểm chỉnh kỹ thuật khoảng quanh vùng 29, tại vùng 29 này không bị gãy, tại vùng 29 này không bị gãy thì cái cơ hội đánh lên còn đây.
các anh chị xem đây, vùng 29. Và tại vùng 29 đó, các anh chị thấy nếu bị gãy thì sau đó cái xu thế giảm sẽ rất là mạnh. Và có thể cổ phiếu là sẽ phá vùng 28.5 vào đây. Cái vòng tròn này hình như vùng vẽ từ cái bản kịch bản phân tích tuần trước. Và khi những cái vùng hỗ trợ tại cái vùng 29 nó bị gãy thì cổ phiếu như thế nào? Cổ phiếu nó sẽ rơi thôi. Nó rơi chạm về đây. Chạm về đây là đâu đó chạm vùng 27. À, chạm vùng 27 thì cổ phiếu lại có những nhịp tích lũy lại đây, đúng không? À, có những nhịp tích lũy lại ở đây và có tích lũy được hay không thì chúng ta lại phải chờ những kịch bản tiếp theo. Nhưng rõ ràng một điều là nếu như chúng ta có được những cái phân tích định lượng thì chúng ta sẽ không mua ở những cái vùng này, đúng không? Chúng ta sẽ không mua ở những cái vùng này, chúng ta chờ những cái tín hiệu kỹ thuật nó chắc chắn hơn. Ở trên xu thế ngắn hạn thì chúng ta thấy rằng là áp lực giảm điểm của HD Bank vẫn còn và thậm chí là những cái điểm đánh ở đây thì vẫn còn giảm về vùng 27, và tại vùng 27 này có tích lũy được hay không thì cũng sẽ phân tích định lượng tiếp theo. Liên Phong Bank, HCM thì cũng đã phân tích rồi, SSI phân tích rồi. Dầu khí thì GAT đã phân tích, hôm nay thì cũng sẽ phân tích tiếp mã cổ phiếu BSR và POVK. Thì ngày hôm nay BSR sau một tuần, tức là gần như trong một tuần thì BSR đã chống chọi khá là tốt với xu thế của thị trường, và trong cuối tuần thì BSR đã chỉnh, có một phiên chỉnh. Thì về cơ bản là những phiên chỉnh này thì Hùng vẫn khá là ok, bởi vì cái vùng mua gom của chúng ta vùng 9.3, sau đó thì có thể là những cái vùng mua ở 10, thì bây giờ những áp lực thị trường chung chỉnh thì chắc chắn là chúng ta không thể tránh khỏi được. Ở xu thế ngắn hạn thì BSR cũng sẽ bị chịu áp lực chỉnh chung của thị trường, và chúng ta cùng quan sát lại ở khả năng là sẽ có những cái điểm tiệm cận đâu đó vùng 9.3. Tại đây thì chúng ta sẽ tiếp tục có những cái phân tích định lượng tiếp theo, và dòng tiền thì đang hơi xấu. Dòng tiền đây phiên cuối tuần nó bị cắm xuống, như vậy là áp lực giảm điểm rõ rệt. POVK thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, tức là POVK đã có một tuần chống đỡ với thị trường khá là tốt, tuy nhiên phiên kết tuần thì cũng không gọi là không chịu nổi nữa, tức là không chịu nổi áp lực nữa với thị trường chung, và cũng đã có một phiên quay đầu giảm điểm. Thì đối với POVK thì vùng 13.3, tức là chạm về vùng 13.3 này cũng là một vùng hỗ trợ mạnh, và cái điểm gom, điểm có thể mua được, tức là POVK đã có một cái nhịp phân tích ở đây là vùng 12.5, thì có thể là áp lực, với một cái áp lực chỉnh như này thì có thể là sẽ chỉnh chạm về sâu thì có thể lại rơi vào về vùng 13, và từ vùng 13 này thì tích lũy trở lại đây. Đối với POVK và BSR thì Hùng vẫn khuyến nghị các anh chị là chúng ta sẽ đánh ở một cái góc độ, đó là những cái điểm sóng dài của cổ phiếu, chứ còn những cái điểm ngắn thì chúng ta sẽ chịu những áp lực giảm giá trong ngắn hạn, nên chúng ta đánh những điểm dài hơn. HSG, Hùng sẽ phân tích mã cổ phiếu HSG. Đối với HSG thì Hùng cũng đang kỳ vọng là HSG cũng đang có một cái kênh xu thế, tức là chuyển từ một cái kênh xu thế đang giảm giá trong dài hạn, tức là HSG đã có một cái nhịp giảm đâu giảm từ đây là giảm từ vùng 25 và đâu đó giảm về tít ở dưới này. Đó, giảm về đến dưới này là giảm về đến khoảng vùng 20 giảm đến vùng 7.5. 7 vùng 5, gần vùng 5 ở đây này, vùng 5 đây, xong đó thì hồi phục lên. Thì chúng ta kỳ vọng là hoa sen sẽ có một cái điểm bẻ gãy kỹ thuật của hoa sen, nó sẽ xuất phát đầu tiên đó là cái biên ở đây là cái biên vùng 6.5, và cũng đang kỳ vọng là trong một cái nhịp đánh ở đây, đúng không, có những cái phân tích từ vùng 6.9 và đánh về khoảng vùng 8 đến vùng 8.3, maximum tạm chạm 8.3. Và từ 8.3 này thì cổ phiếu sẽ chỉnh giảm về vùng 7.5, quanh vùng 7.5 và sâu hơn thì có thể là 7.4, tức là quanh vùng 7.4 đến 7.5 ở đây thì chúng ta quan sát, có những cái điểm tích lũy tại đây thì chúng ta sẽ mở mua. Và phiên hôm nay thì hoa sen giảm sàn với một áp lực bán khá là mạnh, như thế thì cổ phiếu nó mới đi một phát rất là nhanh từ vùng 8.1 về đến 7.61, là cách cái vùng mà chúng ta dự kiến mua lại ở đây có một tí tẹo nữa thôi, thì khả năng là cổ phiếu sẽ chạm về những cái vùng mục tiêu ở đây. Hòa Phát thì cũng đã có phân tích rồi, VDC có phân tích rồi, HVN thì cơ bản xấu khi mà lại chạm lại vùng đây, phiên kết tuần áp lực bán khá là mạnh, dòng tiền cắm xuống,
và HVN thì cũng sẽ chịu những áp lực giảm chung của toàn thị trường. VGI thì trong cái bản tin tuần trước thì Hùng đã có phân tích định lượng rồi. VGI đã bị gãy cái điểm thứ nhất, đó là cái điểm 31. Gãy cái điểm 31 thì sau đó thì VGI sẽ bị rơi rất là mạnh ở sau đó. Và những cái điểm rơi về đâu thì như cũng đã có những cái phân tích định lượng ở trên biểu đồ nến tuần. Ở đó nó sẽ chỉnh giảm về những cái điểm sâu sâu. Hình như cái này là vẽ cho vui sao chứ còn làm gì chỉnh sâu này nhỉ. Sẽ chỉnh về đâu đó khoảng vùng 20 đây. Đó thì các anh chị cũng có thể thấy rằng là khi mà đây là một cái mô hình phá vỡ kỹ thuật, tức là sóng hồi B đã xong và sau đó thì đi vào một sóng chỉnh C rất là mạnh ở đây. Thì khi mà cổ phiếu chúng ta vi phạm những tín hiệu kỹ thuật thì bắt buộc chúng ta sẽ phải bán thôi, chúng ta phải bán. Nếu chúng ta nắm thì đó, nếu mà tuần trước chúng ta bán thì nó sẽ đang ở vùng giá tuần trước là vùng giá 30, còn tuần này thì đã vùng 28.5. Và không những thế thì sang tuần tiếp theo, tức là sang tuần tới nữa thì có chưa chắc là cổ phiếu này đã hồi, mà cái xu thế chủ đạo của cổ phiếu này nó đang cắm đầu đi xuống, tức là nó sẽ có những cái cây nến đỏ sắp kiểu này. Đó thì như vậy là chúng ta càng nắm thì cái lỗ của chúng ta sẽ nó sẽ càng sâu. Đấy, nó sẽ càng sâu. GEG xem nào có gì vui không. GEG thì cơ bản đi ngang. Tạo lập vẫn đánh đi ngang như thế này thì sau một cái nền đi ngang thì chúng ta có thể thấy rằng là có thể là sẽ một cái bình nguyên hoặc là một cái vực thẳm. Đối với mã cổ phiếu KDC thì KDC Hùng cũng đã có những cái phân tích định lượng cho tất cả những anh chị em trong team của Hùng Lê. Sau khi cái kết quả kinh doanh của năm 2018 không mấy khả quan thì KDC đã có một cái nhịp rơi từ vùng 43 và như vậy là rơi cũng trên 50%. Và hiện tại thì Hùng đang kỳ vọng rằng với một cái đáy lợi nhuận của KDC thì đang kỳ vọng là KDC sẽ có một cái sóng dài và những điểm bẻ gãy kỹ thuật của KDC ở quanh vùng 19.5 đến vùng 20.5. 19.5 đến khoảng vùng 20.5. Đây là cái nền bẻ gãy kỹ thuật của cổ phiếu và có thể khi chạm về vùng này thì chúng ta có thể canh mua những cái điểm mua vị thế và chúng ta chờ đánh một cái sóng dài đối với KDC. Và trong cái quá trình chuyển mình đó thì KDC nó sẽ còn mất thời gian, tức là nó sẽ đánh lên xong đánh lên đánh xuống, nó vòng một thời gian này. Đó, vòng một thời gian này và sau đó thì khi có những cái tín hiệu kỹ thuật xác nhận cuối cùng, tức là nó sang bên này một cái chân sóng. Đó thì có thể là cái thời gian mà cổ phiếu này vẫn lình trình đó, nó sẽ đi ngang như này. Đó và sau đó thì sẽ có một cái điểm đi như này, đó là loại như thế. Thì đây là một cái điểm chuyển mình, và cái điểm chuyển mình đó thì Hùng đang đánh giá ở cái vùng giá khoảng vùng 19.5 đến vùng 20.5. Hai mã cổ phiếu ngành dược thì DHG thì đã phân tích rồi. Dược Hà Tây thì như thế nào? Dược Hà Tây thì về cơ bản là Dược Hà Tây đã rơi về đúng cái điểm mà chúng ta phân tích ở đây, đó là điểm 50. Thì cái điểm 50 này là một cái điểm mà hội tụ kỹ thuật khá nhiều yếu tố thì hiện tại là khi rơi về đây thì đã có những cái phiên kéo lên vùng 52.5 khá là đẹp. Thì đối với Dược Hà Tây thì khả năng là đánh giá rằng là ở cái điểm đó là sẽ là một cái điểm mua vị thế và chúng ta sẽ mua ở điểm đó và chúng ta chờ cổ phiếu về tài khoản, và sau khi về tài khoản thì sẽ có những cái phân tích và định lượng tiếp theo. Còn trên xu thế hiện tại thì Dược Hà Tây đang có những cái điểm đánh và khả năng là những cái sóng đánh này thì sẽ là những cái sóng dài đối với Dược Hà Tây. Bản thân Dược Hà Tây thì cũng đã có những cái nhịp phân tích ở đây, ở quanh đâu đó ở vùng 40, ở trong cái nhịp đánh lên vùng 55, trong nhịp đánh lên 55 và chỉnh lại. Thì bây giờ là chúng ta lại tiếp tục phân tích, thì đối với mã cổ phiếu Dược Hà Tây cũng là một mã cổ phiếu rất là đẹp. Mã ngành về khu nghiệp à? Khu nghiệp có cái gì không nhỉ? D2D. D2D thì để Hùng xem nào, có một cái comment nào đấy chúng ta sẽ nên nói về nó. Đây, anh Hùng Bùi, vâng, hôm nay thì Hùng sẽ đọc, không biết ở đâu nhỉ,
Đâu ta, cái comment của anh ấy đâu nhỉ? Sao về đến đây nó lại bị mất đi? Bấm vào đây thì thấy. Đây. Anh Hùng Bùi có nhận xét là ai mà nghe ông này thì cháy tài khoản. Video trước ông ấy kêu bán D2D ở vùng giá 80. Ở video này lại kêu bán TNA vùng 19 chờ 16.5 mua lại. Trình độ ông ấy kém như vậy thì các bác nghe theo cháy ngay tài khoản. Đó, một cái comment rất là hay. Không sao cả, khi Hùng Lê phân tích và định lượng và xây dựng kênh thì Hùng có nói rồi, đó là những cái góc nhìn chia sẻ của cá nhân Hùng Lê. Và đó là những cái kênh thông tin để tham khảo, và bản thân Hùng Lê thì không khi nào Hùng Lê nói rằng là Hùng Lê sẽ đúng 100%, đúng không? Có những điểm phân tích sai, có những điểm phân tích đúng. Nhưng ngày hôm nay bạn nói đến hai cái mã cổ phiếu D2D và TNA thì mình cũng phân tích luôn. Đối với D2D đúng không ạ? Sau một cái nhịp rơi ở đây và Hùng đã có những cái phân tích định lượng từ bạn biết tôi phân tích D2D từ cái nhịp hồi nào, tức là từ cái nhịp hồi 65 và đánh về vùng 80. Đó, sau khi đánh về vùng 80 thì cổ phiếu D2D tiếp tục có những nhịp kéo vượt vùng 80 và sau đó có những nhịp chỉnh giảm. Thì đây là cái nhịp thứ hai tôi phân tích mã cổ phiếu D2D. Nếu như D2D không bị gãy nền 80 tích lũy lại được thì D2D có thể có tiếp một cái nhịp hồi từ vùng 80 và đánh chạm vùng 90. Ok, bạn có thể xem lại cái video của tôi. Và từ vùng 90 này thì chúng ta sẽ phân tích định lượng tiếp theo. Và rõ ràng là trong tuần vừa rồi thì D2D đánh gần chạm vùng 90 và phiên kết tuần ngày hôm nay thì D2D đã có một phiên chỉnh giảm khá là mạnh. Và với một cái áp lực bán mạnh như này thì xu thế là D2D chỉ hồi được về, tức là về vùng đỉnh cũ của bên này, tức là về vùng 90, và như vậy là kết thúc. Tiếp theo cái mã TNA. Tiếp theo cái mã TNA thì bạn ấy bảo là Hùng Lê bảo các bạn bán từ vùng 19 và sau đó hồi lại vùng 16.5 thì xin lỗi bạn, là bạn biết là Hùng Lê phân tích cái mã TNA từ vùng giá bao nhiêu không ạ? Từ vùng giá 13 đến 13.5. Tức là từ đây, tức là bạn có thể xem lại những cái video từ tháng 9 Lồng đã có phân tích và định lượng mã cổ phiếu TNA và từ vùng 13.5 và phân tích đến vùng 19. Như vậy là TNA đã có một cái target tăng khá là mạnh. Và với quan điểm của Hùng Lê, với góc nhìn của Hùng Lê, như thế là đủ. Còn với bạn chưa đủ, ok, bạn có thể ở những cái vùng khác. Và từ cái vùng 19 này thì Hùng có đánh giá rằng là cổ phiếu này chỉnh lại về vùng 16, tích lũy trở lại được tại vùng này và sẽ đánh chạm tiếp theo về vùng 22. Nhưng cổ phiếu chỉ có gãy một ít ở đây thôi, gãy rất nhẹ đây và đánh về vùng 2. Thì đấy là những yếu tố tạo ra cổ phiếu, đúng không ạ? Nếu bạn giỏi thì bạn có thể chia sẻ những cái góc nhìn của bạn cho cộng đồng nhà đầu tư. Đơn giản thì có như thế thôi. Đó, còn đấy là góc nhìn của Hùng Lê. Và Hùng Lê đã có phân tích cổ phiếu này từ vùng 13 đến vùng 13.5, chạm vùng 19. Ok, chúng ta sẽ chốt và chúng ta sẽ chờ cover lại. Nếu bán xong cổ phiếu lên, ok, tôi tán lộc cho các bạn và các bạn chúng ta lại đi tìm những cái cơ hội khác. Ok, nhân tiện cái câu chuyện đó thì Hùng có phân tích để nói một cái comment của bạn như vậy và để cho cộng đồng nhà đầu tư cũng thấy được cái comment của bạn. Thì có khi bạn comment thế thì mọi người cũng không thấy đâu. NTC thì về cơ bản hiện tại thì đang xu thế hiện tại đang đi ngang, dòng tiền kém như này thì cũng khá là khó để chúng ta phân tích định lượng tiếp theo. Cùng lắm thì cổ phiếu này sẽ hồi lại được ở vùng 180 đến vùng 185. Nếu như tại vùng biên này, bám biên ở quanh vùng 168 này bị gãy thì như thế thì cổ phiếu nó sẽ rơi ở sau đó. IDV thì về cơ bản IDV thì mã cổ phiếu này là mã cổ phiếu mà đánh để dài thôi, và chúng ta ăn cổ tức tiền mặt thì như là cũng vừa mới chia 1.400 hay sao, không rõ lắm. Các cái mã cổ phiếu trụ của Blue Chip thì Vinamilk, G, BVH, Mansan, MWG thì cũng đã có phân tích rồi. Đặc biệt là cái mã MWG đã có những phân tích định lượng cho các anh chị khi mà cổ phiếu này đã có những cái điểm rơi kỹ thuật từ phía đằng trên rất là sớm để cảnh báo cho tất cả những anh chị em của chúng ta. Hai cái mã cổ phiếu về công nghệ là FPT và DGWK thì FPT bây giờ là vùng 56 sẽ quyết định là cái điểm cuối cùng. Cái điểm cuối cùng có thể gọi là cơ hội còn với FPT thì nó ở vùng 56, còn nếu bị gãy cái vùng 56 với những cái định lượng tiếp theo thì Hùng sẽ có những phân tích cập nhật tiếp theo. Nhưng về cơ bản là trong ngắn hạn
ngắn hạn thì mốc 56 khả năng là khó giữ. Khả năng là khó giữ bởi vì là tín hiệu đường mác với tín hiệu dòng tiền, tức là chưa, tức là cổ phiếu nó đang rơi như vậy. Cổ phiếu nó đang rơi này thì chúng ta cần phải có, giống như Hùng mô tả, như một cái xe đang rơi thì đang bị trượt dốc thì phải có cái gậy hoặc có hòn đá hoặc là có cái cây nó tràn ngang thì lúc đó chúng ta mới phân tích định lượng được. Còn bây giờ nó đang rơi và hiện tại nó vẫn rơi, tức là áp lực về ngắn hạn nó đang vẫn còn hiện hữu. Mã cổ phiếu công nghệ thứ hai nữa là DGW. Thì DGW trong phiên ngày hôm nay là cũng bị gãy luôn cái nền ở đây là nền 25.5, tức là trong một tuần thì chống đỡ khá là tốt ở nền 25.5 và phiên kết tuần ngày hôm nay thì gần như là cái trạng thái tâm lý hoảng loạn trên toàn thị trường và dẫn đến cái việc là đã có những hiện tượng bán tháo. Thì trong ngắn hạn như vậy thì sao, thì xu thế thị trường chung nó sẽ chưa thể ổn định trở lại được và MWG sẽ hội tụ lại ở vùng 23.5 đến vùng 23, tức là cái điểm mà chúng ta phân tích ở đây, tức là cổ phiếu nó đã bị gãy qua và khi gãy qua thì như vậy là chúng ta sẽ điều chỉnh lại cái kịch bản ở đây, tức là sẽ chỉnh sâu hơn một tí nữa. Đấy, sẽ chỉnh sâu hơn lại đây và khả năng về đến vùng này rồi thì thị trường chung ổn định trở lại thì chúng ta sẽ có những phân tích định lượng tiếp theo. Và xu thế trong ngắn hạn nó vẫn bị áp lực chỉnh. Nhựa thì Bình Minh Hùng đã có phân tích rồi. Chúng ta xem NTP nhựa Tiền Phong thì như thế nào. Đối với nhựa Tiền Phong thì cũng là một cái mã đầu ngành về ngành nhựa thôi, nhưng mà cái thanh khoản của nó thì khá là thấp và trong cái thời điểm hiện tại thì cũng đang kỳ vọng rằng nhựa Tiền Phong cũng đang có những cái điểm chuyển mình để có thể có hình thành một cái nhịp tăng mới. Và cái điểm chuyển mình này thì cái biên của nó, biên dưới là nó nằm ở vùng 30 và cái biên trung bình ở đây cũng đang tính toán ở khoảng tọa độ khoảng vùng 33. Hiện tại thì áp lực chung của thị trường thì cổ phiếu này cũng đã giảm và đóng cửa vùng 31.7. Xu thế về cổ phiếu này thì trong cái xu thế chúng ta sẽ view ở một cái xu thế chung và dài hạn. Chung và dài hạn ở vùng giá ở đây, ở cái biên tích lũy này. Một số các cái mã cổ phiếu về đầu cơ thì khả năng là chúng ta sẽ không phân tích nữa bởi vì là bản tin của chúng ta cũng đã 1:26 rồi. TNA thì cũng vừa mới phân tích rồi. CVT, hãng CVT thì cũng chịu áp lực giảm chung của thị trường. CVT thì cơ bản là xấu. Một tuần và cái điểm tích lũy ở CVT ở đây vùng 22 thì phiên kết tuần cũng đã bị gãy. Và khi bị gãy ở nền 22 này thì CVT sẽ có xu hướng là đánh đạp về khoảng vùng giá 21. Khả năng là sẽ đạp về vùng 21 tích lũy tại đây. Đạm Phú Mỹ. Đạm Phú Mỹ thì cũng chưa có gì đột biến. Gãy lại về nền. Phân tích mã cổ phiếu PTB và Dabaco. PTB. Đối với PTB thì đây là một cái mã cổ phiếu mà đánh theo kênh và đánh những cái điểm dài, tức là đánh những cái sóng dài. Thì một cái target đầu tiên, cái target mà gần đây nhất đó là vùng 75 thì hoàn thành, và sau khi cái vùng 75 này thì cũng đang kỳ vọng một cái nhịp tích lũy tại đây. Và cái nhịp này thì kỳ vọng là không gãy nền 73. Không gãy nền 73 và từ nền 73 này thì để tích lũy và để đánh tiếp một cái nhịp tiếp theo. Và với một cái kịch bản mà thị trường đang xấu như hiện tại như này, đang xấu như hiện tại này thì cũng chỉ kỳ vọng là không gãy, tức là cái nền 71.5 đến nền 73 này tích lũy là được. Còn nếu như bị gãy thì khả năng là khi mà bị gãy cái nền này rồi thì sẽ chạm kênh, tức là khoảng vùng 70.5. Đối với PTB thì Hùng vẫn kỳ vọng một cái sóng dài, tức là chúng ta đánh PTB ở một cái nhịp sóng, tức là đó các anh chị có thể nhìn thấy nó đi cũng khá là dễ chịu. Nếu như chúng ta chịu khó quan sát thì ở trong cái nhịp này thì đang canh lại PTB. Nếu những tài khoản nào mà chúng ta quan tâm đến ở đây thì chúng ta sẽ quan tâm lại ở quanh vùng 70.5 và hiện tại thì chờ khi thị trường ổn định trở lại, thì thị trường ổn định trở lại thì mã cổ phiếu PTB sẽ tăng thôi. Dabaco cũng là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang kỳ vọng ở một cái kênh xu thế dài hạn ở quanh cái nền 22.5 là một cái nền mà
Dabaco sẽ có được những cái điểm chuyển mình xu thế đây. Thì về cơ bản là khi mà chạm kênh thì cổ phiếu này dội, chạm kênh cổ phiếu lại dội, và có thể là những cái điểm này nó sẽ dội lại về lại đây và nó tích lũy lại, và chờ khi thị trường tốt, thị trường ổn định trở lại thì nó sẽ có những cái điểm bứt phá kênh ở đây. Và đối với Dabaco thì chúng ta cũng có thể kỳ vọng một sóng trung và dài hạn đối với mã cổ phiếu này. APC có gì vui không nhỉ? APC không có gì vui. Thì đã bị gãy. Thì trong những cái điểm mà phân tích ở đây đúng không ạ? Và Hùng có đánh giá rằng là khi mà chạm vùng 16 thì chúng ta sẽ kỳ vọng ở vùng 15.5, và thậm chí là ở vùng 15.5 thì cũng đã bị gãy cả vùng 15.5, và ở đây là một cái vòng tròn mà Hùng đã bị Hùng đã vẽ ở đây. Thì Hùng đã có những cái lưu ý dành cho những anh chị em mà chúng ta gọi là thuần về phân tích kỹ thuật. Tức là nếu như cái biên dưới này của Bana, tức là biên khoảng 14.8 nó bị gãy, thì như vậy để Bana nó sẽ bị rơi, và những cái điểm rơi đó nó bị gãy rất là mạnh đây. Thì cái điểm đây là những cái điểm gãy kỹ thuật, và rõ ràng trong một tuần vừa qua thì Bana đã có một cái mức chỉ giảm khá là mạnh. Và việc mà giảm mạnh như này thì khả năng là sẽ hội tụ ở đâu đó lại về lại ở vùng 13.5. Khả năng là lại rơi lại vùng 13.5, như vậy là vẫn còn rơi khoảng tầm 1K nữa đó. Thì khi cổ phiếu bị gãy kỹ thuật thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy rằng là cổ phiếu nó sẽ bị rơi rất là mạnh sau đó. CTI, đối với CTI thì nên xem ở trên cái góc độ nến tuần như thế này thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đối với CTI thì CTI đang hình thành thôi, tức là cái quá trình hình thành ở từ cái nền cái điểm gãy ở đây là điểm 22.5. Thì từ điểm 22.5 này chúng ta kỳ vọng là CTI sẽ có một cái điểm hình thành bẻ gãy kỹ thuật ở đây, và cái điểm bẻ gãy kỹ thuật của nó thì hiện tại là nó đang hình thành, còn chưa nó chưa có những cái xu thế rõ ràng đó. Nó khi có những cái xu thế rõ ràng tức là nó phải bứt kênh và nó phải có những cái tín hiệu kỹ thuật xác nhận. Trong ngắn hạn thì CTI vẫn cơ bản sẽ lình xình ở quanh nền 22.5 đến nền 23. Cơ bản là CTI sẽ lình xình ở quanh nền 22.5 đến nền 23, và từ cái nền này thì cổ phiếu sẽ hình thành ở một cái kênh trung và dài hạn, thì nó sẽ mất thời gian, nó không phải là ngày 1, ngày 2. Ok, thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong tuần vừa rồi thì Hùng Lê gần như cả một tuần là chúng ta không có những cái điểm phân tích, không có những cái điểm phân tích cổ phiếu mới, và về cơ bản là Hùng Lê chủ yếu tập trung để đánh giá và định lượng lại thị trường, bởi vì rõ ràng một điều là thị trường của chúng ta đang rất là xấu. Và qua cái bản tin ngày hôm nay thì chúng ta cũng có thể nhìn nhận thấy rằng là gần như tất cả các cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang phân tích định lượng, và gần như các cái nhóm ngành chính của thị trường thì đang rất là xấu, nó đi hòa chung với cái nhịp giảm của VN Index của chúng ta. Thì kết luận lại là tuần tới thị trường của chúng ta đang đối diện với những áp lực cực kỳ khó khăn, và phiên kết tuần ngày hôm nay thì Hùng Lê chưa thể định lượng được là thị trường sẽ giảm về đến đâu, bởi vì hiện tại là chúng ta chưa có những cái tín hiệu kỹ thuật, và chưa có những cái nhóm ngành, và chưa có những cái mã cổ phiếu có thể là những cái nêm để giữ VN Index của chúng ta ổn định trở lại đó. View cuối tuần và phân tích định lượng thị trường cuối tuần là chúng ta chưa có. Vậy thì thị trường tuần tới sẽ đối diện với những áp lực hết sức là khó khăn. Đối với các cái tài khoản mà chúng ta đang full margin hoặc là full cổ phiếu thì chúng ta cũng nên cân nhắc là chúng ta giảm bớt để chúng ta đảm bảo cái tỷ lệ an toàn. Thực ra những cái điểm bán thì Hùng Lê đã có khuyến nghị các anh chị ngay từ tuần trước rồi. Đó, từ tuần trước là những cái điểm mà chúng ta đã phải bán bớt đi, chúng ta đã phải hạ bớt tỷ trọng đi ở những cái vị thế ngắn hạn, chắc chắn là sẽ chịu những áp lực trình giảm nhất định. Và như vậy thì cái mốc hỗ trợ tiếp theo ở vùng 9860, nhưng cái vùng 9860 này thì Hùng Lê cũng đang phân vân, tức là
có giữ được hay không, bởi vì hiện tại bây giờ là 977 điểm, tức là nó sẽ mất khoảng tầm 17 điểm nữa. 17 điểm nữa với một cái tọa độ thị trường như thế này thì nó khả năng nó cũng sẽ đến, bởi vì là rất rất nhiều những cái mã cổ phiếu mà đang đạt rồi, ví dụ như là MWG đó, ví dụ như là những cái mã cổ phiếu mà đã đạt được những cái target MWG. Và chúng ta cũng không đề cập, chúng ta cũng không loại trừ kịch bản là VDC sẽ rơi. Nó tức là sau khi mà nó chống chọi được ở đây, nó chống chọi được ở đây và nó có một cái điểm gãy ở đây, tức là nó đạt lại, nó hoàn toàn tương tự như mã cổ phiếu MWG thôi. Đó, nó chống chọi được như thế này rồi, nhưng mà cái vùng ở đây là cái vùng mà Hùng đang đề cập đây, vùng 142, nó có một cái cây nến như này, nôm na nó cứ hiểu như này. Đó, trình đỏ này thì như vậy thì chắc chắn rằng là sau đó thì nó sẽ thế này thôi. Đó, nó sẽ như thế này, và như vậy là chúng ta tính ở một cái tọa độ, nếu mà chúng ta tính ở một cái tọa độ mà để cho nó hết lý hết lẽ và hết tất cả các góc cạnh của thị trường thì vẫn còn đâu đó những mã cổ phiếu sẽ còn những cái nhịp rơi rất là mạnh. Còn MWG thì thôi xong rồi, MWG thì gần như là nó không còn cái cơ hội để gượng dậy nữa, gần như không còn cái cơ hội để gượng dậy nữa, khi mà tuần trước đã có những cái điểm chốt như này. Đó, đã có hai điểm chốt như này thì những cái tài khoản mà Hùng Lê đã khuyến nghị rồi là chúng ta nên bán đi và nên ấy, thì bây giờ các anh chị cũng bắt đầu thấy ngấm rồi đúng không ạ? Bắt đầu thấy những cái nhịp rơi rất mạnh ở đằng sau đó, thì như vậy là có thể là 1 đến 2 năm tới MWG sẽ có trên vùng giá 130, có thể là 140 hoặc là 200. Tuy nhiên trong ngắn hạn, Hùng Lê vừa nói như vậy, tuy nhiên trong ngắn hạn thì sẽ đối diện với những áp lực chỉnh. Ok, một tuần cuối cùng của tháng 11 nó cũng sẽ rất là khó khăn. Và trước khi mà chúng ta kết thúc video này thì Hùng sẽ thử xem lại một cái gọi là cái chu trình để chúng ta xem thử là cái quý 4 của năm thì thường là tăng hay là giảm, đúng không? Thì chúng ta sẽ xem thử xem là quý 4 của năm. Đây thì có giảm này, năm 2018 giảm này. Năm 2019 thì hồi phục. Năm 2017 giảm một tí. Năm 2014. Tức là về cơ bản thì quý 4 là một quý không quá xấu, nhưng mà hiện tại thì quý 4 của chúng ta cũng đã chạy được 1 tháng rồi, 10, 11, 12 thì ở đây là một cái điểm chỉnh ở đây, và chúng ta vẫn còn 1 tháng 12 nữa. Ok, tuần tới thì cơ bản là khó khăn, và cái vùng 960 chúng ta sẽ xem và chúng ta sẽ phân tích và định lượng tại đây, và Hùng Lê sẽ liên tục cập nhật các cái bản tin hàng tuần, hàng ngày để chúng ta có những phân tích định lượng tốt hơn. Một cái điều mà Hùng Lê muốn nhấn mạnh lại và muốn cô đọng lại trong hai tuần vừa rồi đó là gì? Khi thị trường chung có những cái diễn biến xấu thì các anh chị của chúng ta nên hạn chế những cái điểm mua mới và chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt vị thế. Còn ngược lại, khi thị trường chung có những cái tín hiệu tích cực hơn thì chúng ta có thể mở mua, nắm giữ cái vị thế cổ phiếu và có thể full margin. Và qua đây thì Hùng Lê cũng nhấn mạnh rằng cái yếu tố mà chúng ta đánh giá định lượng được cái thị trường chung nó tăng hay nó giảm, nó sẽ quyết định rất lớn đến cái việc mà chúng ta đầu tư thành công hay thất bại cổ phiếu ở trên thị trường chứng khoán. Thân ái chào tạm biệt quý anh chị nhà đầu tư, và hẹn gặp lại trong các cái bản tin tiếp theo.